Hồi ước lính Mời các bạn đón nghe trích đoạn hồi ký Viết về chiến trường ca Những kỷ niệm không thể quên Đó là những tháng ngày ác liệt Và dữ dội nhất Một phần thanh xuân của những người lính Đã gắn chặt với nơi này Mờ sáng ngày 28 tháng 12 Tất cả đều bừng tỉnh Do những cơn bão lửa Tôi ngồi giao hội và căng địa bàn Thì thấy pháo của E-572 pháo binh Đã chi viện mở màn bằng trọng pháo 155 và 130 Tất cả nhanh chóng chuẩn bị chờ lệnh Pháo của ta đã bắn vượt qua khu vực chúng tôi phục kích Xa xa đã nghe tiếng xe gầm rú Nhưng chưa biết đó là xe tăng của chiến dịch đã bắt đầu lăn bánh Cối của địch và hỏa lực cá nhân cũng nở rộ dọc đường 19 có vẻ như chúng cố tử thủ khu vực này Dọc hai bên đường 19 Pháo của ta nổ ủng hoàng không ngớt Đường đạn pháo 130 ly Đi căng và tiếng rít rất dễ sợ Tiếng nổ đanh và miệng bay ảo ảo Tất cả chúng tôi đều hồi hộp Nghe tiếng pháo biết là của ta Mà vẫn hồi hộp như thường Lúc ấy không còn ai để phân biệt được hướng đi của đơn vị nào Vì hầu như tứ hướng đã nổ Chúng tôi vẫn nghe thấy tiếng chúng kêu ý ới Nhưng yêu cầu của nhiệm vụ là chúng tôi hỗ trợ cho phía bắc đường 19 Không cho địch đánh thập hậu vào phía sau Cũng như bên sườn của đội hình Tiếng súng càng lúc càng rộ hơn Có vẻ khốc liệt hơn Pháo binh vẫn bắn ở mức độ cao và liên tục Chúng tôi ngồi chờ mà suốt cả ruột Cũng không còn ai quan tâm đến ăn trưa Vì biết rằng mọi sự đã được bắt đầu Xế trưa, Chúng tôi nghe tiếng máy bay và thấy máy bay trinh sát của ta L-19 hay OV-10 quẩn quanh ở trên đầu vì rừng quá rậm. Những âm thanh ỉnh ỉnh từ trong nội địa của chúng. Và có tiếng máy bay phản lực của ta bay quang trên bầu trời. Chúng tôi biết rằng chúng tôi đã bị dội bom. Khoảng 2 giờ chiều, chúng tôi nghe tiếng trực thăng bắn xung quanh vị trí của chúng tôi. Nghe tiếng máy bay quần thảo, vòng lại và bắn. Không biết đạn gì mà chỉ nghe è e è e. Và sau đó là những tiếng nổ liên hoàn. Có bốn chiếc trực thăng loại đầu nhọn của Mỹ, bay ngang qua đầu đội hình, với tốc độ cao rất thấp, chỉ cao hơn ngọn cây chừng vài chục mét. Thấy luôn cả những con đinh ốc ở dưới bụng máy bay. Bắn dọc đường 19 nghe ủng hoàng. Anh nào cũng nhấp nha nhấp nhỏ. Lúc này tiếng xe tăng đã lộ rõ. Bỗng tôi nghe tiếng nổ chát chúa và sau đó là hỏa lực cá nhân. Sau này mới biết là chúng phục xe tăng của ta mất hai chiếc. Đạn pháo tăng bắt đầu nã vào hai bên đường 19, cả đạn 12 ly 7 gắn trên xe tăng cũng bắn như mưa sang hai bên đường, rồi máy bay trực thăng vòng lại, bay cặp theo hai bên đường và cũng bắn xối xả. Chúng tôi được lệnh xuất kích ra đường, gần tới đường nghe đạn của xe tăng bắn sao mà thấy ớn quá. Thấy tình thế không yên, Thủ trưởng giữa mới nói với tôi Là anh em trinh sát cẩn thận Bám ra đường Để bắt liên lạc với anh em ngoài đó Gần 10 người bám theo các con suối nhỏ Để tiếp cận đường 19 Nhưng với điều kiện là Khi không nghe tiếng tăng nữa Vượt qua làn đạn của phe ta Chúng tôi ra đến đường Dùng mật hiệu màu đỏ làm dấu Nói phải tội là lấy quần đùi Của một anh bộ binh Nhìn thấy mấy chiếc tăng từ bên dưới bò lên cũng ngán tới xương sợ bắn nhầm tôi vẫy cờ và tay làm hiệu khi xe ngang qua xạ thủ súng máy chỉ hỏi có một câu lính ba mươi hả cả đội hình tiểu đoàn tràn qua hai bên đường đứng bảo vệ cho xe tăng tiến hành trực thăng vòng lại bắn xối xả vào sâu bay rất thấp thấy luôn cả mặt ông xạ thủ súng máy già hay trẻ đội hình xe tăng rồi đến thiết giáp m một một ba và thấy thấp thoáng phía sau xe Jin 130 chờ bộ binh của sư đoàn 309. Cả đoàn quân hùng dũng tiến về Po Keo dưới sự yểm trợ của pháo binh, xe tăng và trực thăng lượn trên đầu và cả anh em E95 nữa. Đời sao ai thế hả các bác 309? Trả bù cho chúng em, sợ bắn nhầm gần chết. Đoàn xe của F309 khá dài, bao gồm cả 812 và 31 Lần lượt tiến về po keo, hình như mỗi xe là một b, trên mũ cối có dán một băng trắng, có thể là ký hiệu xe của từng đơn vị. Tôi thấy anh bạn trinh sát 309 mang ký hiệu là H2. Gặp tôi anh hỏi, sao mày đi với 95 mà đứng đây? Tôi chỉ cười, vì không kịp trả lời, xe chạy nhanh vào đường quá bụi, bỗng thấy một vật gì từ trên xe bay xuống chỗ tôi. Gói đà lạt khoảng 10 điếu. Ôi điều kỳ diệu Nhanh như một tia chớp Mấy ông 95 đứng cạnh Nhìn qua tôi và nhoẻn miệng cười Anh thìn tác chiến Thấy có khói cũng đi tới hỏi Cho tao điếu Cũng tội nghiệp cho lính ta Luôn trong tình huống đói thuốc Sau làn khói trắng là những gương mặt tươi tỉnh Đúng là phép thần tiên Súng vẫn nổ Nhưng ở mức độ vừa phải Hình như lính ta bắn vớ vẩn Vào hai bên đường chỉ có pháo binh là vẫn còn bay qua đầu. Bỗng tôi nhìn thấy gương mặt của tham mưu trưởng sư đoàn trên chiếc xe jeep, có mấy ông quấn khăn rằn, thấy tôi, ông cho dừng xe lại và bốc bốn thằng tôi đi luôn cùng xe với ông. Lên xe tôi mới biết F307 hành tiến sau 309 và khi đến Pokel, 307 sẽ trở thành chủ công, 309 lại dừng lại để củng cố đội hình. Vì đã đánh mở cửa mấy bữa nay, anh em mệt mỏi. Khi đến ngã ba Po đoàn xe dừng lại tạt qua hai bên đường để đội hình xe tăng tiến lên. Những chàng cua sắt của E-574 hùng dũng và ngạo nghễ trồm lên với cái nòng pháo ngật ngưỡng và những ông xạ thủ ngồi chiếm trệ trên tháp pháo. Đoàn xe 307 tiếp tục hành quân về phía trước. Tôi đi cùng ban tham mưu sư đoàn trên chiếc xe GMC của ban tác chiến Xe trống vì ban tác chiến đã đi xuống các đơn vị. Qua po chừng 5 km, tôi thấy con bò bô nằm chết bên đường, bên cạnh hố bom. Xung quanh vẫn còn bay mùi khét. Phía sau có một đoàn xe đang vượt trái và tiến lên. Thì ra là xe của E29 đang vượt lên để dẫn đầu đội hình. Chúng tôi đứng chờ cho đến đoàn xe của E95 thì trời đã gần tối. Tôi đi theo xe của trinh sát 95 và hành tiến về phía trước. Xe dừng lại nghỉ ở bên đường, toàn bộ các đơn vị bộ binh đều tản ra hai bên đường, sâu 200 mét để nghỉ đêm tại đây. Nhưng chúng tôi đâu có yên, lệnh của sư đoàn điều một lực lượng trinh sát khoảng 20 người, do anh Hải xê phó chỉ huy, đi nắm tình hình địch xung quanh khoảng 5 km theo trục đường. Và ép cũng đưa một dê của E29 án ngữ trước đội hình xe rừng. Lần mò trong đêm tối Dọc hai bên đường sâu vào trong 50 mét Dò dẫm từng bước chân trong đêm Dọc đường tôi thấy Chúng vứt lại vũ khí đạn dược rất nhiều Cũng như nhiều quân tư trang khác Đạn AT chúng vứt ngổn ngang đầy đường Chứng tỏ đây là một cuộc rút chạy bộ Vì trên đường không có dấu vết của xe Nghe ngóng động tĩnh xung quanh không có vấn đề gì Chúng tôi báo cáo về sư đoàn Và được chỉ thị nằm tại chỗ phòng các tình huống bất chắc. Chúng tôi ẩn vào các nhà dân bỏ hoang, phát hiện có một nồi thịt heo còn nóng, nhưng chúng tôi không dám ăn, và anh em dùng lương khô để cho bữa tối. Đêm tĩnh lặng vô cùng, hoàn toàn không nghe thấy tiếng súng, và theo linh tính chắc chắn điều gì đó đang xảy ra. Phán đoán của sư đoàn không sai chút nào, khoảng 3 giờ sáng chúng tập kích vào đội hình ta. Với lực lượng khoảng một tiểu đoàn 300 quân, căn cứ vào dấu vết chúng để lại, vị trí chúng tấn công Nam đường 19 thuộc phạm vi của E94 phòng thủ. Nghe tiếng súng nổ cả một góc trời, chúng tôi ngồi dậy mở máy và anh Hải ra lệnh chuẩn bị chiến đấu. Cách chúng tôi chừng hơn 200 mét, phía bắc đường 19, địch cũng đang di chuyển nhiều quân, chúng tôi đoán cũng ở cấp tiểu đoàn Chúng tôi điện về sư đoàn khu vực địch đang di chuyển. Những tiếng nổ lóe sáng cả bầu trời của ta và của địch. Đường đạn bay ban đêm trông thật đẹp mắt. Chúng dùng cối 120, 82 và các loại DKZ tấn công vào đội hình. Lúc này pháo binh ta ở hướng Pokeo bắt đầu chi viện 155 ly cho trận địa ta. Những tiếng nổ nhức óc kinh khủng nổ liên tục trong khoảng 15 phút. Bộ binh ở các đơn vị tranh thủ nổ súng theo, về hướng chúng tấn công. Các loại hỏa lực cối DKZ nổ vang trời. Sau khoảng 30 phút thì hướng Nam đường 19 chỉ còn nghe tiếng lẹt đẹt của các anh bộ binh. Địch lại tấn công phía Bắc đường 19 và lúc này hầu như hỏa lực của ta bắn áp đảo chúng vì có khả năng chúng đã bị lộ. Sáng ra tôi mới biết hướng chúng đi là vào G2 của E95. Hướng này ta không dùng pháo binh ở nhà vì hầu như toàn bộ các loại hỏa lực của E95 và E29 đều chi viện cho hướng này. Có những đường đạn 12 ly 7 bay qua đầu chúng tôi. Lúc này có dùng 12 ly 7, có lẽ do bị đánh phủ đầu nên chúng không kịp trở tay và triển khai lực lượng nên phải rút sớm. Chúng tao chạy về hướng đường cũ và chúng tôi thấy chúng mang vác khiêng đồng bọn đi qua trước mặt, chừng 50 mét chúng bám theo con đường nhỏ của phum tảng sáng pháo binh của mặt trận tiếp tục bắn trên các hướng các đơn vị tỏa ra truy quét xung quanh những phum làng sơ xác nhà cửa siêu vẹo không vách một cảnh quá điêu tàn đập vào mắt chúng tôi lần đầu tiên được nhìn thấy một phần nào của cuộc sống người dân campuchia một cách trực quan nhất chúng tôi trở về đơn vị sau một đêm mất ngủ ăn vội vàng gói mì hai con tôm của bếp sư đoàn tôi được gọi lên ban trinh sát sư đoàn và tại đây tôi được trưởng ban trinh sát sư đoàn thay mặt tham mưu trưởng bổ nhiệm chức bê phó thay cho anh Tiến vừa hy sinh trên hướng E94 chiều ngày 26 tháng 12. Khi tôi quay ra thì gặp anh trưởng, anh cũng động viên tôi cố gắng hoàn thành nhiệm vụ trên giao. Anh cũng băn khoăn là mới đầu chiến dịch mà đơn vị đã bị tổn thất như vậy, không biết sẽ ra sao nhìn dáng đi vội vàng của anh, tôi cũng hiểu rằng đơn vị trinh sát đã được giao nhiệm vụ quá sức mình do hoàn cảnh của sư đoàn đảm đương mũi chủ công của chiến dịch. Tôi quay trở về hướng E95 và lát sau lại được gọi lại ban trinh sát sư đoàn nhận nhiệm vụ cùng G7 E29 kết hợp với G7 E31 tiến đánh Sai Tôi nhận bản đồ và nhanh chóng về hướng E29 để thực hiện nhiệm vụ. Trên đường đi tôi gặp hai xe cứu thương của quân khu đang đi ngược chiều về hướng Đức Cơ, chắc là đưa anh em thương binh tử sĩ trận đánh tối qua về nước. Chắc cũng không nhiều. Khi gặp thủ trưởng đoàn E95, ông bảo đêm qua trên hai hướng ta diệt 42 tên bỏ tại trận, thu toàn bộ súng, trong đó có công của các cậu và ông cũng chúc tôi lên đường cùng E29 thắng lợi. Sáng ngày 29 tháng 12, Đội hình 307 xuất phát sớm Khi mặt trời chưa qua khỏi ngọn cây của rừng Pukeo E95 đi đầu đội hình Dọc đường 2 giờ đầu chúng ta không gặp địch Lúc này phía sau đội hình có tiếng máy bay của ta Và đạn của máy bay trực thăng đầu nhọn bắt đầu ủng hoàng Sau đó các trận đánh của đơn vị F309 cũng khá khốc liệt Có lẽ dùng cỡ trung đoàn Vì nghe hỏa lực cũng như sự chi viện của pháo binh thì biết Dọc đường cũng còn những toán nhỏ lẻ của địch Và chủ yếu là ta dùng hỏa lực của xe tăng và bọc thép để tấn công Vừa hành tiến vừa bắn Bộ binh trên xe thì bắn AK như giang bắp Những chỗ nghi ngờ có địch Tôi cũng không còn nhớ khoảng cách từ Pô đến Bung Lung là bao nhiêu Nhưng cũng gần lắm Khi đến Bung Lung G7E29 và G7E31 Cùng hai tăng hai thiết giáp tách khỏi đội hình Tôi nhảy khỏi xe D7 E29 cùng tổ trinh sát của E31 nhảy lên xe thiết giáp cuối cùng của đội hình. Cùng xe với thủ trưởng của quân khu 5, chỉ huy của hành quân tiến về Von Sai. Cũng may là đoạn đường này không xấu và hai bên đường là khu dân cư nên rất trống trải. Cách tim đường vào trong khoảng 50 đến 100 mét tùy theo đoạn. Dọc đường không gặp sự kháng cự của địch. Hai bên đường những thùng chứa vũ khí của địch vứt ngổn ngang thấy rõ đạn cối DKZ B40, B41 nằm trong thùng, có thùng vơi, thùng đầy. Dọc theo đường chính, các ngã rẽ rất nhiều và trinh sát chúng tôi phải giao hội các điểm liên tục để xác định vị trí chính xác đang hành quân. Báo về với sở chỉ huy, anh thông tin PRC25 làm việc liên tục theo ý kiến của người sĩ quan quân khu. Tới đầu phum Kalithom địch xuất hiện, bắn xối xả về phía ta, nhanh như chớp các xạ thủ súng máy trên thiết giáp và pháo tăng cũng quay nòng bắn liên tục vào đội hình địch. G7E31 rời khỏi xe và tấn công vào phum. G7E29 nằm tại trận địa triển khai hai bên sườn đội hình phòng ngừa địch tấn công cả hai bên và phía sau của ta. Bộ binh càn lướt theo xe tăng và thiết giáp bụi mù. Các trận cối của hai đơn vị nhanh chóng lấy phần tử và bắn cho bộ binh. Cối nổ ồn hoàng trong phun. Oanh liệt và hùng dũng nhất là các bác xe tăng Vừa bắn vừa càn vào các ngôi nhà tranh Đổ xuống rồi lại trồm lên Lướt tới Không thể không nói tới các khẩu DKZ Toàn bộ anh em bắn ứng dụng trên vai Chạy đặt xuống Lửa lóe lên Trong máy bộ đàm vị chỉ huy quân khu Liên tục chỉ huy cho anh Thuấn Vị sĩ quan này người Quảng Trạch, Quảng Bình Nói rất khó nghe Dê trưởng D7 E31 nhắc nhở bộ đội nhanh chóng áp sát mục tiêu Chớm đầu làng tôi thấy hai pốt, một nam và một nữ, bị đạn súng máy của Tăng bắn nát người. Ôm trong tay khẩu AT và khẩu AK. Một thằng pốt nữa đang bị thương, nằm sấp, hai tay đang cào cấu vào đất, giống lên những tiếng khò khò. Đầu nó máu toàn máu, có lẽ bị miếng pháo hay cối gì đó. Bộ binh đã thu súng của thằng này, hai lính 31 đang nhìn nó. Không còn tiếng bắn của địch, anh em ta quay lại tôi tiếp cận sâu vào trong phum cùng các sĩ quan bước qua những xác chết của địch quang cảnh nơi đây nói lên tình hình địch đang tháo chạy về hướng sông von sai vì chúng bỏ lại nhiều quân tư trang nhất là các vũ khí đạn dược rơi vãi khắp phum ta không có ai hy sinh chỉ bị thương tám anh em và cơ bản là nhẹ đoàn hành quân tiếp tục càng vào sâu thấy một sự trù phú hơn ngoài biên giới nhà cửa có vẻ khang trọng hơn Cơ bản ở đây là rừng cao su đang mùa thay lá. Cách thị xã Von Sai không xa, pháo thủ xe tăng báo về sau. Thấy một chiếc xe của địch đang chạy và xin ý kiến chỉ huy. Một M113 được điều lên truy kích và ý định ban đầu là bắt sống. Nhưng việc không thành vì chúng chạy nhanh hơn khoảng cách, không rút ngắn được. Và cuối cùng phải tiêu diệt, chiếc xe loại dân sự nhỏ bị khẩu súng máy trên M113 bắn biến thành cục sắt cháy bên đường. Không biết trên xe có mấy tên, nhưng khi chúng tôi đến, những thân hình đang co quắp, mỡ người nhỏ xuống, gặp lửa kêu lên xèo xèo, chưa đó anh em bỏ lương khô, nuốt chẳng trôi. Tiến và Von Sai, một cảnh tượng vừa trù phú vừa hoang tàn, một thị xã nhỏ với những nét nhà cổ xưa, có cái dân giải đá cuội quay ra bờ sông nước chảy lững lờ, thơ mộng. Nhớ đến con sông quê nhà, thời ấu thơ anh và em cùng tắm chung những chuyến chở muối về nhập kho dưới ánh trăng bàng bạc em ngồi nơi mũi thuyền nhìn anh thò tay xuống nước múc lóng lánh những ánh trăng nhìn anh say đắm mơ màng cảnh hoang tàn nhà cửa bị bom ta hôm qua những tên lính pốt nằm chết ngổn ngang khắp theo nẻo đường nhiều thằng không toàn thây quạ đen thỉnh thoảng bay lên kêu não nùng sao xứ sở này nhiều quạ đến thế Khoảng 50 tên bỏ xác nơi đây mà đồng đội chưa kịp giải quyết cái điều cơ bản nhất. Lệnh rút quân. Đoàn xe quay đầu, vị chỉ huy báo về sở chỉ huy. Trên đường về đội hình D7E29 đi đầu với một tinh thần cảnh giác cao. Vì theo thông lệ, chúng dễ quay lại phục kích. Tốc độ quay về rất nhanh. Sau đội hình là bụi màu đỏ của đất Ba Gian miền Đông Bắc Campuchia phủ trên đầu những người lính. Thị xã bung Lung trước mặt khi trời gần tối xa xa vẫn còn nghe tiếng pháo hướng 309 vọng về mờ sáng chúng tôi và anh em trinh sát E95 dẫn bộ binh các đơn vị áp sát mục tiêu 9 giờ hai máy bay trinh sát của ta bay lòng vòng trên khu vực trời vẫn còn sương mù chưa rõ máy bay ta quần đảo liên tục nhưng không thấy địch phản ứng gì bộ binh ta im lặng chờ lệnh không khí nghẹt thở bao trùm cả trận địa gần như bóng một chiếc máy bay sơn màu xanh quân sự tiến vào khu vực vòng qua một lượt vòng lại những chùm bom từ máy bay rớt xuống những tiếng nổ ủng hoàng vang dội bụi mù khắp một vùng chỉ vài chục phút sau không hiểu trên máy bay này hay chiếc khác bay lượn lờ quanh khu vực địch hai ba lần mà chẳng thấy gì anh em suốt ruột bỗng cũng thấy các chùm bom rớt ra nối rừng rung chuyển một lần nữa bụi đất bay đỏ trời nhưng hình như loạt bom này đánh xa hơn Nằm phía bên kia sườn đồi Nên chúng tôi nghe tiếng nổ nhỏ hơn đợt bom trước Xong việc lượn một vòng Và bay về hướng đức cơ Chắc cũng khoảng hàng trăm trái bom được thả trong phi vụ này Có sự hoảng loạn trong căn cứ của địch Chúng bắt đầu bắn cối ra đường 19 Chúng tôi chuẩn bị phản ứng Thì máy bay trinh sát lại xuất hiện lần hai Trời nắng gắt Nhưng ở khu vực này rừng rậm nên ánh nắng cũng dịu phần nào. Hai máy bay của ta vòng qua vòng lại bỗng nghe ùng ùng và xa xa nghe tiếng trực thăng. Ba chiếc nhọn đầu xuất hiện từ một hướng, đảo quanh, nghiêng cánh, ùng hoàng dẹt dẹt, nổ liên tục. Hết chiếc này đến chiếc khác luân phiên nhau tấn công vào mỏm đồi phía bên kia. Độ bay cũng tương đối cao khi chúng tôi hành tiến trên đường 19. Trực thăng thoát khỏi vị trí, bay vòng hẹp qua khu vực của ta kiểm soát. Pháo binh chiến dịch mở màn 155 và 130 Bụi đỏ tung lên Lệnh tấn công đoàn ngựa sắt của E-574 Và M-113 dàn hàng ngang trồm lên Bắn xối xả vào trận địa của địch Toàn cảnh này là bụi mù đỏ quạnh Của bom chưa kịp tan Của đạn trực thăng Của pháo chưa kịp hòa lẫn không trung Và lần này pháo tăng bộ binh hành tiến theo sau Và hai sườn của xe tăng Hầu như chỉ để bảo vệ cho xe tăng Chứ nếu bắn thì đạn bay đường nào để cho lọt Chúng ngoan cố chống trả với mức độ dữ dội Đạn cối DKZ 12 ly 7 Cũng bắn xối xả vào đội hình của ta Một chiếc M113 dừng lại do trúng đạn của địch Đội hình vẫn hành tiến G3 là đơn vị tiếp cận sườn đồi đầu tiên Súng máy trên xe tăng và thiết giáp Bắn chéo cánh trên đầu chúng tôi về các hướng Bộ binh phát hiện chúng có hiện tượng chạy tháo xuống đồi về hướng D2. Toàn bộ hỏa lực bắn về hướng đó, chúng chúng cự yếu dần. Công sự của địch lộ dần trước mặt, thủ trưởng Nho D trưởng D2, đội nón sắt của anh em pháo binh, nhấp nhô chỗ này chỗ kia khắp các trận địa, đốc thúc C5 và C6 áp sát công sự của địch. Đất bị cày lên qua mấy lần không kích và tả tơi bởi đạn pháo. Cây cối ngã đổ nằm ngổn ngang trên cả lối tiến lên làm cho trận địa của địch gần như là bình địa. Quang cảnh chiến trường chưa từng thấy trong đời lính, như trong phim về các cánh rừng khe xanh thời ta đánh Mỹ. Toàn bộ hầm hố của địch bị phá hủy như hoàn toàn. Xác địch nằm khắp các công sự, hoàn toàn máu, thịt pha lẫn với đất. Mùi tanh nồng nặc bốc lên giữa trưa. Ta làm chủ trận địa. Các kho chứa vũ khí âm dưới mặt đất, vũ khí thiết bị rơi vãi, máy bộ đàm, súng DKZ bị bom ta phá hủy, 12 ly 7 bị quẹo nòng, súng cối chân một nơi đế một nẻo. Bộ lòng của một thằng post xấu số nào đó vắt qua thân cối 82, một thằng post mập mạp mặc bộ đồ tô châu, đeo cái túi trong đó có một radio nhỏ nhưng cũng bị hư, chắc là lục thum bị đạn pháo không nhìn rõ. Lệnh của mặt trận rút quân, bàn giao lại cho anh em F309 Toàn bộ anh em thương binh tử sĩ được đưa ra đường 19. Hai trực thăng cứu thương đầu tròn đáp xuống mặt đất, đưa anh em thương binh về nước ngay lập tức. Tử sĩ được đưa vào xe hồng, trong đó có thêm ba đồng chí trinh sát của sư đoàn. Đơn vị lại chịu thêm mất mát, mà toàn là anh em lính cũ 1976-1977, quê ở Duy Xuyên, Quảng Nam. Đội hình nhanh chóng lên xe tiến về lại bung lung để ngày mai theo đường 19 tiến về thị xã Sở Tung Cheng. Đây là trận quyết chiến lớn của sư đoàn trên mặt trận biên giới Tây Nam. Phía trước là con đường dài, giai đoạn 1 của chiến dịch. Những người lính con em của bốn tỉnh Duyên Hải miền Trung, của những anh em miền Bắc nhập ngũ năm 72-73 mà đáng ra họ đã trở về với quê hương. Chờ phút giây bình yên, đợi đạn bon giáo tạnh, để được ngồi bên anh, để được ghen, để được hờn, để được thương, để được giận, để thành vợ, thành chồng, và để cùng hôn con. Lại lao về phía trước, viết tiếp trang sử của sư đoàn, trang sử huyền thoại của nghĩa vụ quốc tế đối với nhân dân Campuchia anh em. Đoàn quân hành quân về lại bung lung, thủ phủ của tỉnh Ratanakiri, những phum chống vắng nhà, những ngôi nhà sàn siêu vẹo, dấu tích của thời trước 1975 trên đường về bung lung đi xe cùng với ban thông tin anh trợ lý nói nhỏ với tôi mày có thư từ đà nẵng nét chữ con gái đấy lát nữa tao lục tao đưa cho tôi cố thuyết phục anh lấy cho tôi luôn nhưng vì quy định là không được đưa thư trong lúc hành quân nên chẳng ai dám cuối cùng nhờ có bác tài xế nói thêm anh mở cái bao đựng thư anh nhận ở pleiku ngày hôm qua thư đắc đoa Chứ không phải bạn bè của trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng Tôi cũng tranh thủ thời gian ngắn ngủi mở ra đọc Đà Nẵng Anh thân yêu Em đã về với viện 17 Đà Nẵng Và chuẩn bị nhập học Chúng em đang ở tại nhà khách quân khu tại bờ sông Hàn Ban đêm thành phố quá nhộn nhịp Em cùng mấy chị bạn Đêm nào cũng đi dọc theo bờ sông để ngắm cảnh Với lòng thương nhớ anh vô hạn Hoàng hôn buông chậm chậm Cả một vùng sông nước sông Hàn nhuộm dần màu vàng tím, gió thổi hưu hưu cuốn đi cái nóng của những ngày nắng tháng chạp, dọc biển miền Trung cơn nắng hạ chiều nay như mãi hát, em như lạc về mảnh đất quê anh. Đã hơn tuần nay từ lúc về Đà Nẵng, chiều nào em cũng cùng cô bạn gái mới quen ra dòng sông này dành chút thời gian ngắm nhìn trời đất, theo dõi những cánh cò bay về phương nam, về hướng quê hương Bình Định của anh. Cô bạn cứ gặng hỏi mãi nhưng em chưa trả lời. Vì sao em thường ra đây vào mỗi buổi chiều? Ngồi lặng thinh không nói. Hãy để tâm hồn tao vắng lặng đến một thời gian nào đó mà nỗi nhớ đỡ dai dứt trong lòng, tao sẽ nói cho mày biết. Em trả lời cô bạn như vậy. Một cô gái ra bờ sông ngồi một mình trong chiều vắng, kể cũng lạ phải không anh? Nhìn dòng sông hiền hòa trôi xuôi, lắng nghe sự bình yên trong lòng, là những giây phút em trở lại cùng anh nơi mảnh đất đắc đoa mỗi đời người sẽ có nhiều kỷ niệm và về một kỷ niệm đêm đông mưa lạnh giữa rừng tây nguyên nhưng anh ơi mùa đông sẽ chẳng thể quay về chỉ còn chút sương mờ trong mắt người lính trẻ thăm thẳm chiều trong mỗi bước em đi mãi là kỷ niệm không thể phai mờ là động lực thúc đẩy em bước tiếp trên đường đời dõi theo bước chân người lính trinh sát của đời em anh ơi nữ giới chúng em khi yêu đến độ đậm sâu dù dồn nén thế nào ở bên trong vẫn cứ dâng trào mãnh liệt vừa e rè vừa táo bạo một thoáng gương mặt anh hiện lên bất chợt vừa gần gũi vừa sâu xa một cảm giác nhói đau bất lực trước những khắc nghiệt của chiến tranh trước những hoàn cảnh của người lính tuổi chưa đến đôi mươi như anh và em có những bến bờ biết bao là hạnh phúc nhưng biết bao giờ Thương cho anh cùng bao đồng đội đã nặng hai vai chuyện nước non khi tuổi còn quá trẻ, mọi ước mơ chưa thành cứ ẩn hiện trong tâm trí em, là con gái chúng em ít có khả năng thoát khỏi những ký ức vì em luôn nặng lòng với những kỷ niệm đẹp đẽ của chúng mình. Đêm ấy, giữa rừng đắc đoa trời đầy sao, muôn tinh tú trên trời đang nhấp nháy, đang lên tiếng để đánh động hai trái tim, đang bay bổng phiêu lãng Bờ vai anh, nơi em nương thân, chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi, vẫn là chốn êm đềm và ấm áp nhất mà em được tận hưởng. Nam nữ thanh niên ở thành phố này, tối tối cùng nhau trên chiếc xe đạp, đi vòng quanh thành phố, ghé những quán chè dọc bờ sông Hàn, nơi em dạo bước đi qua, vào các giạc chiếu phim nơi em đi qua, nhưng không dám nhìn họ, vì em thiếu mất anh, họ nhìn nhau say đắm, họ yêu nhau qua đôi mắt như em đã từng yêu đôi mắt anh Như yêu những chân trời Chưa bao giờ được tới Yêu đôi mắt anh Như yêu nẻo đường đời cay đắng Bất chợt em dùng mình Nghĩ tới giờ này các anh và đồng đội Đang ở đâu Ở một nơi nào đó trên đất Campuchia Lành ít giữ nhiều Những gương mặt hốc hác vì thiếu ngủ Da xanh sao vì sốt rét Gương mặt u sầu lo lắng Vì ngày mai chẳng biết đánh ở đâu Tổ quốc Việt Nam nơi có những người mẹ nhớ con từng đêm, nơi có những người vợ mỏi mòn ngóng chờ chồng, nơi có những người yêu úp mặt khóc khi hoàng hôn về đêm xuống. Là tất cả phải không anh? Ngày mai chúng em được vào viện 17 để phục vụ các anh thương binh từ chiến trường ca trở về. Đọc đến đây thì bỗng nhiên xe dừng lại. Tôi nhanh chân nhảy xuống xe, nhét vội láo thư vào trong túi vì thấy phía trước bắn pháo hiệu gặp địch súng nổ gian một hồi rồi dứt toàn bộ sư đoàn án ngữ ở các ngã ba đường tiếp giáp với đường 19 ban pháo binh và trinh sát sư đoàn lên kế hoạch bố trí các trận địa pháo nhằm có thể khống chế các đơn vị đóng quân và các đơn vị trong tầm pháo của ta anh em trinh sát nhận thêm địa bàn của Bulgari 60 giác mới toanh để có thể hoạt động vào ban đêm Khoảng 7 giờ, sở chỉ huy tiền phương quân khu lệnh cho sư đoàn lên đường. Vì phía trước có một bộ phận đặc công chiếm bờ đông của sông Serepok và đơn vị phải lên đường hành quân ngay trong đêm. Chiếc xe tăng thứ hai của đội hình, tôi cùng trưởng ban trinh sát sư đoàn và E95 luôn phải theo dõi liên tục trên bản đồ. Quốc lộ 19 đoạn này rất nhiều giao lộ, tốc độ xe đi tương đối chậm. Bộ phận pháo binh của sư đoàn một phân đội xe tăng và E29 đi cuối đội hình. Bộ binh trên xe được quyền bắn những vị trí mà nghi là có địch. Ta tấn công với mục đích là hỗ trợ cho đơn vị đặc công đã đánh vượt qua sông Srepok và bộ binh đi lên. Nhìn trên bản đồ, con sông này dài đến 400 km, trong đó phần chảy qua Campuchia, gần một nửa chiều dài của nó, xuất phát từ Đắk Lắc của Việt Nam, ở gần Buôn Đôn, chảy qua hai tỉnh rata nakiri và sutungcheng và nhập vào dòng sông mê công ở gần thị xã sutungcheng tại đây nó chia thành ba nhánh nhỏ là tong lê công ton lê san và srepok khi chảy về việt nam ở địa phận tỉnh gia lai nó được mang tên là sông krong ana krong no có nghĩa là sông mẹ và sông cha và nhánh sông ea H'leu nó còn có tên nữa là sông đắc rông Thời kỳ này bộ đội ta hành quân liên tục không ngủ Nên chuyện thay đổi bậc thê trong đội hình hành quân là điều hiển nhiên Tránh sự căng thẳng cho bộ đội Xe vẫn chạy Trong làn khói bụi mù của đất đỏ vùng đông bắc Campuchia Khoảng nửa đêm đội hình dừng lại Và nghỉ giải lao Toàn bộ xe phải tắt đèn Bộ binh triển khai cách đường từ 50 đến 100 mét Chiều dài của đội hình sư đoàn khoảng 5 km Cũng may trong xe tăng Chúng tôi cũng tranh thủ chập mắt được một chút Vì nhiệm vụ đã có trưởng ban trinh sát lo liệu Tôi ngồi dựa lưng vào thành xe tăng Ngủ ngon lành Tội cho anh pháo thủ Phải leo lên tháp pháo Để có không gian rộng cho anh em ngủ Cửa sau của xe được mở ra cho thoáng Khi anh trưởng ban trinh sát Gọi tôi dậy Để chuẩn bị xác định một tọa độ Thì đội hình hành quân đã đi gần được nửa tiếng Mà tôi không hề hay biết Tại điểm giao lộ này có một con đường trên bản đồ nhưng vì lâu ngày bốt không dùng nên cỏ đã phủ kín không còn thấy nữa. Bốn anh em trinh sát chúng tôi phải lặn lội trong đêm tối để tìm ra con đường và cuối cùng cũng đã tìm thấy. Vị trí này sẽ là căn cứ của E-572 pháo binh chiến dịch và E-29. Đội hình vẫn hành tiến. Tảng sáng, chúng tôi cách bờ sông chừng 5 km và đội hình dừng lại E95 cho hai dê chốt giữ một con đường nhỏ đi ra hướng bờ sông và đưa toàn bộ đội hình tăng và xe vào ẩn nấp trên trục lộ đó. Khoảng 9 giờ sáng, theo anh em đặc công báo về, thì địch nơi đây chưa rút kịp, vẫn còn một số lượng lớn ẩn nấp vào các phum nhỏ dọc bên bờ sông. Tư lệnh sư đoàn sử dụng 15 trinh sát của sư đoàn và 10 trinh sát của E95 dưới sự chỉ huy của trưởng ban trinh sát sư đoàn bằng mọi giá phải tiếp cận bờ sông trong ngày hôm nay để bắt liên lạc với anh em đặc công đang ở một vị trí phía bên kia bờ sông để yểm trợ cho bộ binh vượt sông ngay vào đêm nay không vượt ngày để tạo sự bất ngờ cho kẻ địch tư lệnh đích thân giao nhiệm vụ và nhắc lại ba lần là hạn chế tối đa việc chạm địch nhiệm vụ chính là bắt liên lạc và qua đánh giá của anh em một chín tám ta sẽ chọn vượt sông đoạn nào hợp lý nhất vì không thể vượt sông đoạn đường 19, cắt ngang qua sông được. Thấy giày của anh em tả tơi hoác mồm, khi đi nghe lạch vạch như vịt, ông điện cho chủ nhiệm hậu cần, quyết định cấp giày đen Mỹ cho anh em. Tôi nhận chiếc to nhất 8 giờ dân biển mà, đang là mùa khô, rừng đang thay lá, nhìn khắp nơi là một màu vàng của lá úa và màu đỏ của lá non đang đâm ra mạnh mẽ. Địa hình ở đây tương đối bằng phẳng, không như bung lung Mức độ che phủ cũng thấp Nên việc đi xuyên qua các cánh rừng Cũng dễ dàng hơn Xác định điểm gặp nhau xong Chúng tôi cắt đường sông Srepok Trong một trạng thái cảnh giác cao Được hơn 30 phút Chúng tôi gặp một nhóm dân Toàn là người già Đàn bà và trẻ con Đang ở trong một phum nhỏ Nhìn những tấm thân gầy còm Như thiếu ăn Chúng tôi cũng chạy lòng Và đây là cảnh đầu tiên và ấn tượng nhất của chúng tôi về đất nước của anh Pốt. Đội hình lặng lẽ bò qua những khe suối còn một ít nước với những sợi dây mây dài khoảng 50 đến 60 mét mọc hai bên bờ um tùm quả là gian nan. Một đoạn nữa chúng tôi lại gặp một đám lính Pốt trong một khu có nhiều cây gai ô như anh em ta thường gọi và những thân cây ngành ngạnh có những cái gai dài đến 15cm đâm ra tua tủa khắp thân cây. Không anh nào không bị nó đâm khoảng 5 đến 7 lần. Chúng không đông lắm, chỉ trên dưới 20 tên, cả nam và nữ, và có hai cặp đang làm cái việc kia. Trong một khu trống sát mép bờ suối, anh em ngớ người, nếu không có lệnh của ép thì chúng tôi đã lượm gọn đám này rồi. Lại bò vòng qua các bụi cây đầy gai, nín lặng đến nghẹt thở. Càng ra gần bờ sông, rừng càng dày đặc kín mít Ánh nắng cũng không thể xuyên qua được các tán cây rừng Bờ sông hiện ra trôi lững lờ, bình lặng Với lòng sông khoảng 100 mét Chúng tôi men theo bờ sông để cố gắng nhận ra vị trí ẩn náu của anh em 198 Bò men theo sườn sông tôi nhặt được hai mẫu thuốc tam đảo Là loại thuốc thơm của miền Bắc Mắt không ngừng theo dõi phía bên kia bờ sông Bỗng chúng tôi phát hiện ba vị trí có ám hiệu ở ba đoạn khác nhau. Anh em dùng màu cờ đỏ phất lên hạ xuống ba lần và chúng tôi nhận đúng ám hiệu. Cũng trả lời bằng màu trắng, anh em đáp nhận đúng tín hiệu. Chúng tôi áp sát dọc theo bờ sông, báo về cho sư đoàn vị trí cũng như tình hình trên đường đi. Lệnh của sư đoàn đi dọc theo bờ sông xác định vị trí thuận lợi nhất để chọn vượt sông, không để địch phát hiện. Cứ 15 phút báo cáo tình hình bằng mật khẩu trên máy là việc thổi vào máy. Anh em thống nhất chọn vị trí cách 200m về hướng Bắc, đường 19, vì khu vực này bằng phẳng, rừng thưa hơn. Khoảng 4 giờ chiều, chúng tôi nhận diện, không cần trả lời, là có một bộ phận của E95 đang tiếp cận mục tiêu chúng tôi đang ẩn. Để chuẩn bị cho E95 vượt sông đầu tiên vào sầm tối, bộ phận này do Thủ trưởng Trần In, Tham mưu trưởng E95 phụ trách gồm công binh của sư đoàn và quân khu đi khảo sát địa hình. Qua tiếp cận với anh em, tôi được biết anh em 198 sẽ án ngữ bờ bên kia, trinh sát các đơn vị sẽ qua sông trước, chuẩn bị địa hình. Khi qua sông xong, tiếp cận các mục tiêu ngay, không để dồn quân tại bờ sông. Nếu có tình huống bất lợi, quân khu sử dụng tối đa tiềm lực của pháo binh, chiến dịch yểm trợ vượt sông. Trời tối dần, tất cả chuẩn bị vào vị trí Tôi bỏ hết quân tư trang đạn lẻ Vào một cái túi nhựa Trung Quốc Màu xanh lá cây buộc chặt không để nước vào Bao nhiêu lần bơi qua sông trong cuộc đời Nhưng lần này Lòng lại thấy nào nào Vượt sông Srepok Một dòng sông còn nguyên vẻ hoang sơ Với những gì nó vốn có Dòng chảy nhẹ nhàng trầm lặng không vội vàng Hai bên bờ rừng xanh bao phủ đêm xuống chỉ còn lại một khoảng trống sen giữa hai bìa rừng với muôn ngàn tinh tú sáng lấp lánh trời mùa khô những cơn gió từ mặt sông đưa lên nhẹ nhẹ thoang thoảng mùi của núi rừng trời sập tối chúng tôi đã thấy những cái đầu nhấp nhô của anh em một chín tám bơi qua dòng sông những chấm đen trôi trên mặt nước xuôi theo dòng năm anh em vượt sông sang bên bờ này những con người tròn chặn và chắc nịch mang sức sống của vùng Trung Du Bắc Bộ, chúng tôi đón anh em và trao đổi nhanh với nhau về tình hình địch trong hai ngày qua. Địch đang có một sự hoảng loạn, chạy từng nhóm nhỏ, vì đây là những đơn vị địa phương, còn lực lượng chính quy của chúng vẫn chưa có dấu vết gì. Chúng lùi về sâu trong nội địa. Chúng ta hành tiến nhanh quá, chúng chưa kịp chuẩn bị, đó là lý do mà sau này, khi giải phóng sự tung trang xong, Chúng tôi còn phải ngược dòng Tông Lê Con và Siêm Bang vòng về Von Sai và Bung Lung để cùng hỗ trợ cho anh em 309 hành quân truy quét. Vị trí vượt sông được xác định lần cuối, theo gợi ý của 198 và D32 trinh sát của quân khu. Bộ phận trinh sát báo về sở chỉ huy sư đoàn và lệnh di chuyển quân bắt đầu ở ngoài lộ 19, pháo binh chiến dịch bắn cấp tập phía bên kia bờ sông, dọn đường cho bộ binh tiến về tiếp cận và chuẩn bị vượt sông. Công binh 280 của quân khu tiếp cận vị trí vượt sông đầu tiên, chở theo các thiết bị vượt sông. Tôi không còn đủ thời gian để xem đó là cái gì. Đội hình trinh sát chúng tôi vượt sông đầu tiên, dưới làn đạn 130 ly, bắn qua bên kia sông. Ba lô được cột sẵn kỹ lưỡng, súng AK để lên phía trên ba lô và mặc đồ ngắn vượt qua sông. Những chấm đen nổi lềnh bềnh giữa dòng nước tiến vào bờ bên kia. Nhìn trên bờ, dòng nước chảy lững lờ, nhưng khi bơi giá đến gần giữa dòng, mới thấy sức chảy xiết của nó. Vì chúng tôi bơi xuôi theo dòng nước, nên độ lệch giữa hai điểm gần 500 mét. Tùy theo khả năng của mỗi người khi bơi, chúng tôi chia thành ba nhóm, để chuẩn bị đón anh em E95 qua sông đầu tiên. Công binh dùng hai phương tiện là phao bơi ba người và cả xà lan gắn máy nổ. Nhóm chúng tôi đón anh em D1 E95 qua sông bằng phao bơi cao su. Mỗi chuyến gồm 3 người, một anh chèo lái của công binh và hai bộ binh. Đội hình cứ thế mà vượt sông. Phía trên kia cách chúng tôi chừng 100m, nơi có một cái thác nhỏ. Nghe tiếng máy nổ của phà xà lan đưa anh em qua sông, cùng với tiếng pháo không ngớt trên đầu phá tan sự im lặng của núi rừng giữa đêm khuya thanh vắng. Khoảng 1, 2 giờ sáng thì toàn bộ D1 vượt sông hoàn chỉnh và ém quân cách đường 19 khoảng 100 mét, rất gần tầm đạn rơi, không có bất cứ tiếng động gì của pot. Đội hình D1 vào vị trí xong, tôi tranh thủ về phía sau, nơi đóng dê bộ D1 tranh thủ chợp mắt. Vì lúc này tôi đã đuối, không thể thức được nữa thời tiết mát mẻ nhờ gió của dòng sông và hơi nước bốc lên tôi ngủ thiếp đi lúc nào không biết tảng sáng chúng tôi nghe tiếng pháo địch chúng tôi được tiếng pháo chiến dịch đánh thức dậy dù chỉ ngủ được vài giờ nhưng cũng quý vô cùng người tươi tỉnh lại hơn nữa trong trạng thái không có gì căng thẳng nên anh em cũng tỉnh táo đôi phần tôi bỏ ra mép sông để rửa mặt láng quáng thế nào lại trượt chân xuống mép sông chưa kịp phản ứng gì thì nước đã cuốn trôi ra khỏi bờ tôi vùng vẫy cố bơi vào bờ nhưng vô hiệu vì với vận tốc nước chảy nhanh như vậy buộc ta phải bơi xuôi theo dòng và lựa thế để tiến dần vào bờ khi trôi qua c ba d một có một anh lính nhanh trí ném cho tôi sợi dây thừng to tướng tôi chụp được và cố bôi vào bờ trong lúc chờ anh em một chín tám từ phía bên kia cách chúng tôi khoảng 10 cây số, báo cáo tình hình địch. Tôi ngồi cạnh bờ sông, nhìn ngắm nó và nhớ về dòng sông quê nhà. Dòng sông ấy nơi mẹ đã sinh ra con trong một đêm hè tháng 5. Cha đi biển không có nhà, mẹ tự mình chống sóng qua bên này sông và con đã cất tiếng khóc chào đời nơi dòng sông ấy. Lớn lên mẹ dẫn con ra sông giặt quần áo. Khi con chưa biết mặc quần, bò lồm ngộm đuổi theo những con còng biển nhỏ xíu để bắt nhưng có bắt được bao giờ đâu rồi những năm tháng con theo mẹ đi bắt cua con cá bống trong hang dòng sông ấy đã nuôi con lớn khôn để có thể đi một mình bắt những con sò con sam về bán mẹ đã dạy con tập bơi bằng cách ôm lấy thân cây chuối hai chân đạp ầm ầm nước da con sạm đen giống cha giống mẹ là những gì còn sót lại của biển cả trên con người của con. Dòng máu con có vị mặn, cũng là nhờ vị mặn của dòng sông ấy. Đôi mắt con long lanh giống như ánh trăng in hình trên dòng sông những đêm trăng rằm có sóng gợn lăn tăn. Rồi một ngày, con thi đậu vào trường cường đệ, ngôi trường danh giá nhất của tỉnh Bình Định ngày ấy. Con xa mẹ, xa dòng sông với bao nỗi nhớ. Buổi chiều đi học con cũng ghé ngang qua đường Nguyễn Huệ Quy Nhơn để nhìn thấy biển cho đỡ nhớ. Đất nước thống nhất, con cũng hoàn thành chương trình phổ thông, trở lại quê nhà sau bao năm xa cách. Trường ấy năm mang nỗi nhớ dòng sông. Và chính nơi này, con đã gặp một người con gái. Người con gái ấy làm chung với mình một bờ ruộng muối, cũng có một thời phải vào cam danh sinh sống do chiến tranh sau ngày giải phóng lại trở lại quê nhà con biết mẹ rất thương người con gái ấy và mẹ cũng mơ một ngày là con dâu của mẹ khi con đi rồi mẹ vẫn thường kể cho cô ấy nghe về quãng đời niên thiếu của con những lúc hai gia đình cùng làm chung nhìn đôi mắt mẹ và của người ta con hiểu tất cả giờ đây trước mặt con cũng là một dòng sông nhưng nó không hiền hòa như dòng sông quê mình dưới sự lững lờ kia là những gì uất hận của cả một dân tộc đang đứng bên bờ vực của sự diệt chủng con thấy rất sợ hôm nay ngày mai cũng ở dòng sông này bước chân nhanh thuần thoát của trường ban sinh sát sư đoàn đi nhanh về hướng tôi đã cắt ngang dòng hồi tưởng về một dòng sông toàn đội hình tấn công ra đường 19 chín tiến công về sở tung trang nơi có bộ tư lệnh quân khu Đông Bắc của Pốt. Khi ra đến giáp đường 19, anh Thảo B trưởng trinh sát D1 E95 đạp phải quả mìn KP2 của địch và hy sinh. Mặt đường 19 chỗ này khá rộng và nhẵn. Chúng tôi cùng C3 D1 đi trước đội hình về Phum Sreta cách đó chừng 5 km để gặp bộ phận chính của anh em 198 đang ở tại đây. Từ Phum Sretachan, chúng tôi hành quân men theo bờ rừng quốc lộ 19. Khi cách Stung Trang chừng 30-40 km, tôi thấy súng nổ rộ và biết là 198 đã gặp địch. Anh em 198 cũng xuất phát từ Sretachan trước chúng tôi chừng 15 phút. Bỗng thấy 198 quay lại lộ 19 và tản qua phía nam lộ cùng với bộ binh. Ngay lúc ấy, tôi nghe anh thông tin E95 chạy đi tìm thủ trưởng in và sắc mặt thủ trưởng có vẻ đanh lại sau khi đọc hết bức điện và hội ý cùng dê trưởng d một và anh em một chín tám thủ trưởng ra lệnh tràn ra mặt đường 19 chín chuẩn bị anh em một chín tám đã qua phía nam đường 19 chín cũng chờ lệnh sau trận đánh tôi mới biết là thấy một chín tám lực lượng ít chúng dùng cỡ tiểu đoàn bao vây nhưng bị ta phát hiện một chín tám quay lại để bộ binh tác chiến và các anh cắt đường khác về sự tung trang. Chúng cũng tràn ra mặt đường 19 và hai bên gần như tao ngộ chiến. Lấy tâm là mặt đường, đúng là chúng đông hơn ta, chỗ nào cũng thấy áo đen xuất hiện. Đội hình ta nổ súng, chúng phản lại một cách dữ dội. Lúc này mới biết chúng đông hơn ta rất nhiều. Pháo binh sư đoàn 105 Mi chi viện phía bắc đường cấp tập. Nhìn sang bên kia, chúng tôi thấy bụi mù khoảng 100 mét. Và lúc này bộ binh ta không được tràn qua đường Chúng cũng đoán ta bắn pháo men theo đường Nên cũng cố tràn ra đường Và gần như hai bên giành nhau mặt đường Phải thừa nhận Bọn này chơi DKZ trên vai rất chuyên nghiệp Kể cả cối 82 Cũng vừa chạy vừa bắn Hỏa lực ta không đủ chấn áp địch Anh em cũng nao núng khi chúng bắn rất rát Và chỗ nào cũng áo đen lố nhố Lệnh của Tổng tham mưu 95 là nhanh chóng lùi dần về phía sau. Pháo binh lúc này bắn hơi áp sát mặt đường với cường độ mạnh và dày đặc. Chính lúc này thấy đội hình địch rối loạn, những tên địch cố băng qua đường, chỉ ngã trước nòng súng chưa đầy 10 mét. Những tên lính có độ vinh về tuổi tác quá lớn, có thằng quá già, thằng thì còn non, mặt búng ra sữa, kể cả nữ chỉ khoảng 14-15 tuổi. Những lúc này tất cả là địch Và điều duy nhất phải làm là tiêu diệt Nhìn hai bên địch nữ dìu nhau khi một đứa bị thương ở chân Khập khiễng từng bước trước mắt mình Khoảng 30-40 mét Cũng phải chịu thôi Một thằng lính già bị pháo cắt mất một chân Vẫn dáng ôm súng bò ra mặt đường một cách đau đớn nhăn nhó Những tên địch bị thương nhấp nhô với đủ tư thế Hầu hết cố bò ra mặt đường để tránh pháo của ta nhưng chúng có biết đâu rằng Có cả một tiểu đoàn Đang chờ chúng trên con đường 19 này Hãy thông cảm cho con tóp Việt Nam Vì tay các bạn chưa rời vũ khí Và đồng đội của các bạn Vẫn còn ẩn hiện ở đâu đây Cũng sẵn sàng làm cho chúng tôi Không còn hiện hữu trên cõi đời này nữa Hãy thông cảm cho nhau nhé Chỉ vì chiến tranh Không phải là trò đùa Đợt pháo bắn cận mặt đường Quả nhiên có hiệu quả vào giữa đội hình địch và nhanh chóng làm cho chúng tan rã. Nắm chắc thời cơ này, ta đánh chọc thẳng ra mặt đường, với ba mũi chứ không phải dàn hàng ngang theo chọc đường. Vị trí chính diện tôi thấy là C2, đánh vòng sang đường bên trái là C1, bên phải là C3. Các khẩu đội hỏa lực vẫn nằm bên này đường bắn chi viện. Nhưng khi dứt pháo, ta tràn qua đường, thì lúc này cối của địch ở phía sau bắn tới tấp vào đội hình của ta. Cối của ta chỉ hai khẩu thì làm gì được chúng. Cuối cùng cũng dùng pháo để yểm trợ. Tôi theo anh em C3 vòng sang phải đường và thấy xa ở phía sau có lính. Tôi báo với anh Thành C trưởng và biết là C3 đang chi viện cho D1. Nhận được tin có quân chi viện, lính ta càng đánh hăng hơn, khác với lúc nãy nghe hỏa lực của địch bắn rát quá. Nhiều anh em ta có phần nao núng. Đội hình D3 cắt rừng đánh tạt sườn Khi cách chúng tôi khoảng 100 mét Và hơn 10 phút sau Nghe tiếng súng nổ Cũng dồn dập không ngớt Địch cũng cương quyết chống trả quyết liệt Và D3 cũng mất gần nửa tiếng sau Mới giải quyết xong trận đánh Anh em D1 tràn ra mặt đường Bước qua những xác chết của địch Với đủ tư thế Ta thu dọn chiến trường C1 tiến theo đường 19 Về phía trước 200 mét Chờ lệnh và C2 cảnh giới hai bên đường. C3 giải quyết công tác thương binh tử sĩ, đưa anh em ra mặt đường và lùi lại sau, chờ anh em D3. Tiểu đoàn 1 sau khi vượt sông lại mất thêm 12 chiến sĩ. Cơ bản là C2, 7 anh em, bị thương không thể chiến đấu được năm. Anh em nào còn có khả năng chiến đấu được thì theo đơn vị và được bộ phận quân y chăm sóc trên đường hành quân. Anh em nặng sẽ được máy bay trực thăng chuyển về tiến sau ngay trong ngày. Cơ bản bị đạn cối của chúng củng cố đội hình xong và bàn giao cho anh em g 3 E95. Chúng tôi lại tiếp tục hành quân về phía trước và cũng không biết rằng chỉ trong 30 phút nữa chúng tôi bị chúng đánh chặn trên con đường tiến về Sật Tung Trang nơi có dòng mê công mang nặng phù sa khi chảy vào đất Việt tạo thành cửu Long Giang hùng vĩ Đội hình vẫn theo nhiệm vụ tiến về phía trước, theo thứ tự: Trinh sát sư đoàn, D, C1, C3, C bộ, C2 và trinh sát E95. Bộ phận trinh sát đi đầu và C1 cách nhau 50 đến 100m, gồm 8 người. Đi được chừng hai cây số, bỗng tôi phát hiện có cái gì chạy dưới chân mình. Tôi nhìn kỹ thì đó là dây điện. Tôi cho anh em dừng lại báo hiệu cho trinh sát đi đầu quay lại nhưng không kịp chúng bắn liên tiếp hai quả b vào bộ phận đi đầu hai đồng chí trinh sát hy sinh tưởng là anh em bị thương tôi và anh vĩnh lính 1976 quê duy an duy xuyên quảng nam bò lên băng bó cho anh em một loạt 12 ly bảy chát chúa vang lên anh vĩnh bị thương vào chân máu vọt ra đầm đìa đạn cay vào gốc cây nổ lồm trộm nếu không có gốc cây này Sẽ không có kỹ sư Vĩnh hôm nay Anh Vĩnh thấy hoảng quá Ú ớ không nói được Tay chỉ về chỗ anh Hùng Và nhàn hy sinh Tôi thấy một tốp áo đen Liền lướt qua một băng AK Và hai trái 67 liền Và phía sau các trinh sát của D1 Cũng tiến lên hỗ trợ Hai thằng Pốt trồng lên Hùng và nhàn Súng nổ rộ lên từ hướng trước mặt Máu anh Vĩnh ra nhiều Mặt tái nhợt bộ phận phía sau ta cũng bắt đầu tấn công lại. Cối 82 của C4 đã phát hỏa. Nhưng hỏa lực và xung lực ta đều ít hơn nó. Quay lại phía sau, tôi thấy anh Trăn, chính trị viên C1, chỉ cho tôi vận động ra sát đường 19. Khi ra đường, tôi cũng thấy anh em D3 gồm C9 và C10 đã tiếp cận khu vực. Anh Trăn cho bộ binh C1 lên đưa tử sĩ ra đường. Chính anh bế anh Nhàn dưới sự chi viện của anh em C1. Mìn nổ bụi mù, cát bay xào xào không thấy gì. Sau này mới biết là mìn quét để mở đường. Tham mưu trưởng E95 gọi trực tiếp trên máy PRC25 cho anh em lùi lại phía sau, bám theo trục 19. Riêng C3 vòng sâu vào trong rừng, cảnh giới cũng như có chức năng chặn địch, không cho địch đánh vòng phía sườn của ta. Và C9, C10, D3 vượt bên phải đường 19 vòng sâu lên phía trên không cho chúng bám vào mặt đường pháo binh phát hỏa cách đội hình 200m với cường độ cao chúng dùng DKZ cối 120 82 và 12 ly 7 bắn phản lại về hướng ta toàn bộ trận địa bụi mù không thấy gì ngoài khói bụi giữa trưa nắng gắt tạo một cảm giác khó chịu anh em ta xung quanh có người trúng đạn của địch ngã xuống trong đó có anh Diệc chính trị viên phó C1 Pháo binh bắn chừng 10 phút thì ngưng Nhưng hỏa lực của chúng vẫn còn mạnh Chứ chưa giảm nhiều Nằm cùng với C1 sát đường Tôi thấy từ xa có bóng xe Và M113 bốn chiếc M113 Chạy với tốc độ cao Bụi mù quấn phía sau Đến nỗi không thấy xe Tham mưu trưởng E95 Chạy ra lệnh xe dừng lại Chỉ huy xe tiếp cận mục tiêu Theo hướng C9, C10, D3 Nghe tiếng xe chúng càng bắn dữ dội vào hướng ta tôi chỉ kịp nghe trong máy lệnh của tham mưu trưởng e chín bám lưng nó mà đánh m một một ba càn ngang vào đội hình địch bên hông và phía sau là anh em z ba lực lượng ta và địch cách nhau khoảng một khoảng cách hẹp anh em d ba dưới sự yểm trợ của súng máy trên m một một ba thọc giữa đội hình địch và bắt đầu có sự hoảng loạn trong hàng ngũ của bọn pot chúng chạy loạn xạ thậm chí ở vị trí C1, nuôi quân hứa văn kiểm còn tiêu diệt được một thằng pốt già chạy hoảng vào vị trí của ta. Trước sự can quét của xe tăng và bộ binh của ta, địch có hiện tượng tháo chạy về một phum gần đó. Chúng chạy vào bìa rừng già và đưa cối vào một bình độ cao, bắn trả về phía ta, yểm trợ cho đồng bọn của chúng rút chạy. Bộ binh ta trùn bước trước đợt hỏa lực này của chúng. Pháo binh ta lần này là 155 mi nện liên tục vào các khu vực chúng rút chạy. M113 và C9 nhanh chóng vận động vào chiếm phum này và hai bên chạm mặt nhau ngay giữa phum. Đứt tiếng pháo, tiếng nổ cùng lúc càng rộ lên ở hướng C3, D1 và ta nhận định là đã dồn chúng vào đường cùng, liên tục truy kích cho đến khi ngưng tiếng súng. Khoảng 2 giờ chiều, đội hình cơ bản của sư đoàn dừng lại tại vị trí này. Tiểu đoàn 9 E29 tiếp tục tiến về phía bên phải đường 19 khoảng 5 km thì dừng lại để bảo vệ đội hình phía sau. Hai cánh quân hai bên đường lặng lẽ tiến về phía trước. Tôi ở cánh quân bắc đường 19 cùng E95 thông cảm cho anh em trinh sát ép qua một ngày khói lửa thương vong. Tham mưu trưởng E95 cho bộ phận trinh sát sư đoàn đi giữa đội hình cùng với khối dê bộ c 2 Trời về chiều, Ánh nắng yếu Không đủ xuyên qua các tán lá cây rừng Dù đang mùa thay lá Nhưng vẫn còn dày đặc Đội hình vượt qua một địa hình Không lấy gì là lý tưởng Càng gần về mê công Độ dốc càng lớn Anh em bộ binh trèo lên Lội xuống trông thật tội nghiệp Trên gương mặt thanh niên tuổi đôi mươi Lộ rõ nét lo âu Chứ không hào hứng như lúc vượt sông Srepok. Dê một chỉ trong buổi sáng, mất đi gần 30 anh em với hai trận đánh cách nhau nửa giờ anh hùng người hà nội phong cách hà thành từ trong cách sống ăn nói rất duyên sống hết mình với anh em không tiếc điều chi có cô người yêu sinh như mộng làm công nhân của nhà máy thuốc lá thăng long hà nội những mùa hoa sữa những hàng cau dọc đường chùa trấn quốc những sáng hồ gươm những sáng hồ gươm sương mù liễu rủ dọc bờ hồ ghế đá chỉ hai người anh vòng qua vai em những nụ hôn nồng cháy trên cả đất trời những vé xem phim một đồng em xếp lại chồng chất lên nhau đã hơn một găng tay đôi dép tông anh mua cho em ngày còn huấn luyện ở phủ lý là niềm kiêu hãnh của em những khi em mang đi làm như mang cả trái tim anh theo cùng đơn giản vì nó là của người yêu đi bộ đội tặng chưa tròn năm tháng tuổi quân đã ngã xuống qua trao đổi với tham mưu trưởng E95 và D trưởng D, thủ trưởng Nho, tôi cũng biết mang máng là tình hình rất khó khăn khi tiến về Mê Công. Địch vẫn còn mạnh về hỏa lực và sung lực, cả sự liều lĩnh khi tràn ra thu súng của anh em tử sĩ ta. Sau hơn một giờ hành quân, đội hình giải lao, những gương mặt, những tấm lưng, mồ hôi nhễ nhại, những động tác khó khăn khi lên xuống ba lô đoàn quân vẫn đi dưới ánh nắng chiều tà, một màu đỏ rực pha lẫn ánh nắng vàng. Chiều buồn thầm lặng trên mỗi bước chân đi, gặp một chẳng trống, đội hình dừng lại. Tham mưu trưởng E95 gọi tôi lên và giao nhiệm vụ dẫn năm anh em chính sát E95 bám theo men bìa rừng nắm tình hình. Một nương rẫy của dân hay của công xã, không có nhà xung quanh, chỉ còn lại mấy cây thuốc lá trơ trọi. Trên đọt còn vài lá thuốc nhỏ bằng nửa bàn tay, tôi tranh thủ kiếm hơn chục lá. Đội hình cắt vòng theo men bìa rừng đi tiếp. Tiếng súng nổ ở đâu xa xa trong thành phố Sự Tung Trang vọng về. Chiều tối theo lệnh của sư đoàn, đội hình dừng lại bên một dòng suối nhỏ để chờ lệnh. Qua liên lạc PRC25, chúng tôi biết rằng anh em 29 đi phía nam dọc đường 19 chậm hơn chúng tôi khoảng gần một cây số và được lệnh tăng tốc để kịp với chúng tôi. Nghỉ đêm tại đây, tham mưu trưởng E95 ra lệnh cho các đơn vị sau khi anh thông tin đưa bức điện cho tham mưu trưởng. Các đơn vị D2 tản ra hai bên suối, D3 trải dài đội hình theo đường 19. Cả đội hình dùng cơm sấy, không nấu cơm. Anh nuôi tranh thủ tìm củi khô về nấu nước sôi cho anh em với điều kiện không cho khói bốc lên vì sợ lộ mục tiêu. Quan trọng nhất là lúc này, vấn đề thuốc lá. Tôi tranh thủ lấy dao găm, thái nhỏ mấy lá thuốc hồi chiều thật mỏng và mịn, xuống anh nuôi mượn nắp phung nổi 20, bỏ thuốc lên sao cho khô, lấy lá non cây rừng gói lại cho đỡ khô thuốc, cũng được kha khá và dĩ nhiên hoàn toàn bí mật, lộ ra là coi như không đủ khói cho ngày mai. Một sự im lặng đến khủng khiếp, hơn 500 con người trong một khu vực rộng chưa đến một km vuông màn đêm buông xuống gần nửa đêm tham mưu trưởng e chín mươi thức dậy thủ trưởng hỏi tôi ba lô bản đồ và ông lấy tấm bản đồ ra xem dùng đèn pin chừa một lỗ nhỏ xíu ông dọi qua dọi lại mấy lần vị trí mà đơn vị sẽ đi trong ngày mai nét mặt ông dù là ban đêm vẫn thấy một chút gì đó lo lắng ông thở dài khi cả hai đều lên võng nằm Ông quay sang tôi và hỏi Cậu biết bây giờ tớ muốn cái gì nhất không? Tôi trả lời Hòa bình Hết đánh nhau về với gia đình Ông lại nói Không thực tế Cuộc chiến này không biết sẽ đi về đâu Nhưng lúc này tớ muốn nhất là một điếu thuốc Một chút nữa là tôi đã nói ra Nhưng tôi kịp chấn tĩnh Vì nếu nói chiều nay tôi hái mấy lá thuốc của dân Và đã làm xong chờ lúc lên nòng thì coi chừng vì ông nằm trong ban hai thắng lợi tôi chỉ động viên ông và định ngủ luôn quay sang tôi ông lại hỏi tiếp cậu biết ai có chè không tôi hỏi lại để làm chi vậy thủ trưởng hút chứ làm gì ủa cậu không biết là chè hút thay thuốc lá được à tớ mà không có thuốc tớ không làm gì được cả chết thật ông đáp lại lúc này tôi mới nói thật và chỉ nói thật một nửa với ông. Nếu thủ trưởng lấy chè hút, thì hút thuốc đồng bào đức cơ có hơn không? Làm gì mà hút? Cậu con à? Ông hỏi lại. Tôi nói nhỏ với ông. Còn thủ trưởng ạ, à? nhưng nó khét lắm. Ông dục tôi. Cậu cho tớ một điếu. Từ lúc đánh nhau tới giờ, chưa có điếu nào. Ké của cậu C2, mấy hơi từ sáng. Giờ thèm quá. Tôi lấy thuốc đưa cho ông, Tôi thấy đốm lửa nhỏ sáng lên, tiếng ực ực từ cổ, thuốc đồng bào ngon thật, mai cho tớ điếu nữa, không có thuốc tớ đánh không được. Tôi chỉ nghe ông nói nho nhỏ vì tôi chuẩn bị đi về bình định trong mơ, có người mẹ trông con, có nỗi nhớ của một dòng sông về nơi có miền cát trắng, có người con gái nhỏ đang hằng ngày chờ mong tôi, vòng tay, môi hôn và những giọt nước mắt ngọc ngà chảy trên đôi má em. Mờ sáng, tôi bị đánh thức bởi tham mưu trưởng 95. Ông làm giấu hai ngón tay kẹp lại. Tôi hiểu là ông muốn hút thuốc. Bật nhanh dậy, tôi lấy đưa cho ông. Kiếm tờ giấy, ông cuốn, châm lửa và hút. Ông cố nén hơi thuốc và có lẽ nuốt luôn. Vì không thấy nhạc khói ra. Phải công nhận, ai cũng khen thuốc này quá đã. Giải quyết cơn nghiền thuốc, Gương mặt ông tươi tỉnh ra. Thấy xe trưởng C6 đi nhanh về hướng chúng tôi. Với gương mặt thăm dò. Anh cười và hỏi nhỏ với tôi. Khốn nạn cho cậu rồi. Và khốn khổ thật sự. Một điếu nữa phải chi ra. Xe trưởng C6 ngồi xuống ngay võng tôi. Và cố hút lấy hút để điếu thuốc. Đến nỗi điếu thuốc đỏ nòng. Phán một câu xanh dờn. Đã quá thủ trưởng cảm ơn cậu nhé. Đúng 6 giờ c 25 đến phiên mở máy và liên lạc về sở chỉ huy. Anh thông tin nhận dịch và đưa bức điện cho ông. Tôi thấy tham mưu trưởng trao mày và nhanh tay lấy tấm bản đồ. Còn trên nắp ba lô đầy sương đêm, không ướt vì có bọc plastic dày. Rồi lấy khăn giấy cuốn cổ lướt qua bề mặt tấm bản đồ và xem chăm chú. ngẩng lên nhìn tôi, lại thuốc. Nhiệm vụ được triển khai như sau. Trinh sát sẽ dẫn một B của C5-G2 có PRC-25 đi kèm Dưới sự chỉ huy của anh Thạc C phó C5 Luồn dừng về phía trước khoảng 3 cây số Quan sát tình hình địch ở khu vực này Vì cấp trên thông báo có một lực lượng lớn của địch đang tập trung quân tại đây Tuyệt đối không thể bị lộ nếu bị lộ có quyền nổ súng và rút lui Nhai vội bao cơm sấy chưa pha Chúng tôi lên đường khi sương sớm chưa tan Dừng còn tối chưa sáng lắm sương đêm còn đậu trên lá ra khỏi vị trí chừng 10 mét mà quần áo đã ướt sũng tôi phân công anh sơn đi đầu nay là bác sĩ gây mê hồi sức của bệnh viện bình định tôi đi thứ ba của đội hình cái khổ của người trinh sát là đi mỗi buổi sáng sớm hạn chế tầm nhìn quần áo ướt đũng mũi chích vắt đeo và nhiều thứ khổ khác đi lườn theo một bình độ Chúng tôi thận trọng Từng bước vượt qua những khó khăn của địa hình Bỗng thấy anh Hải Người duy nghĩa duy xuyên Người đi thứ hai lùi lại Tôi hiểu là anh Sơn đã phát hiện địch Tôi ra hiệu cho anh em phía sau dừng lại Tôi và Hải bò lên sát anh Sơn Và phát hiện ra một khu vực toàn màu đen Màu áo của bọn Pốt Với số lượng khoảng hơn 100 tên Quan sát khoảng 5 phút Tôi định quay lại báo cho anh Thạc xê phó thì thấy anh đã sau lưng anh bỏ lên chỗ tôi và nắm tình hình lực lượng của chúng là khá đông vì tiếng động và sự đi lại của chúng khá tự nhiên nhưng vì trong rừng vẫn còn tối cho nên chưa quan sát kỹ được bám sát địch khoảng ba mươi phút chờ ánh sáng rõ hơn chúng tôi biết địch khu vực này cỡ hai g trở lên và hỏa lực rất mạnh vì hơn trăm tên mà chúng tôi thấy chúng mang vác súng lớn rất nhiều Chúng tôi ở trên bình độ nhìn xuống Thấy rất rõ PRC-25 báo về nhà Gặp địch với số lượng đông bằng mật khẩu Không gọi trên máy Tham mưu trưởng lệnh cho chúng tôi quan sát thêm Chưa được rút Tiếp tục nằm tại chỗ Chúng tôi thấy chúng vác 12 ly 7 4 lần 4 khẩu Cối 82 2 lần 2 khẩu Không thấy DKZ Và chúng có phần chủ quan Vì chúng thừa biết Chúng ta cách chúng cũng đâu bao xa Thỉnh thoảng cũng nhìn thấy bọn bốt nữ Khoảng 8 giờ Mặt trời chiếu rõ từng khu rừng Chúng tôi vẫn chưa có lệnh rút Và lúc này chúng có sự di chuyển quân Về hướng đường 19 Và hướng Tây Chúng tôi báo cáo về nhà Lát sau Chúng tôi nghe tiếng xe nổ ở phía xa Nổ không ngớt và có vẻ rồn rập hơn Dĩ nhiên không hiểu tại sao Sở chỉ huy lệnh cho bộ phận trinh sát Ở lại vị trí để bám địch C6 chú ý phía sau bắt liên lạc với D2 để tăng cường, kẻo bắn nhầm nhau. Gần một giờ sau có tin báo lên là đã bắt được liên lạc với quân ở nhà và tôi được gọi về phía sau. Anh Thạc thay tôi quan sát địch. Phương án đánh địch được Trung đoàn Phó E95 Vũ Khao triển khai như sau. Bắc đường 19 là E95, còn bên nam đường 19 là E29, tôi không được biết. Lực lượng E95 gồm D2 và C9, C10, D3, vòng sau lưng địch, cách mặt đường 19 tối thiểu 300, đến tối đa là 500 m tùy theo tình hình địch. Bố trí đội hình hàng ngang, có chiều dài khoảng 2 km, lưu ý phải có bộ phận cảnh giới ở phía sau. Quốc lộ 19 sẽ là tâm điểm của trận đánh. Trung đoàn phó 95 gọi tôi lên và trực tiếp giao nhiệm vụ. Ông dặn đi dặn lại là phải hết sức bí mật đưa đội hình vào đúng vị trí quy định. Ông vỗ vai và động viên tôi lên đường. Khi kết thúc chiến dịch, đích thân ông với tư cách là trung đoàn trưởng 95 đề nghị với sư đoàn vì tôi thuộc ban tham mưu sư đoàn quản lý thưởng huy chương chiến công hạng 3 cho tôi. Bộ phận trinh sát đưa bộ binh luôn qua các bình độ, cây rừng dày đặc, nhấp nhô vì đá, vòng tránh các suối vì có khả năng chúng gài mìn, đưa các lực lượng đưa các lực lượng vào đúng vị trí tập kết an toàn. Đơn vị phải dừng lại mất gần 30 phút để tránh một đàn voi khoảng 20 con. Khi vào vị trí ổn định, mặt trời đã lên khá cao, cũng khoảng gần 10 giờ. Tôi tranh thủ làm phong lương khô 701 dằn bụng. Tham mưu trưởng 95 mới đưa khi giao nhiệm vụ. Một tọa độ lửa đã được chuẩn bị chu đáo và chúng tôi chỉ chờ giờ g. Đang ăn dở phong lương khô Tôi và hai anh trinh sát ép được lệnh quay lại vị trí cũ và gặp tham mưu trưởng E95 tại điểm đầu tiên của D2. Ánh nắng mùa khô gay gắt xuyên qua những tán rừng, làm cho xương không còn. Chúng tôi cơ động nhanh và về đến vị trí xuất phát sáng nay, lệnh trở lại mặt đường 19 để nhận nhiệm vụ mới. Vị trí chúng tôi tiếp cận quốc lộ 19 đã được xác định, chỉ được men theo bìa rừng chứ không ra đường. Đến điểm tập kết, tôi thấy toàn bộ anh em G1 và E29 bảo vệ khối ép bộ ba chiếc M113 đậu lùi về khoảng sau vài trăm mét, đứng trên mặt đường nhìn xa xa về phía sau, thấy anh em ta thấp thoáng, đội hình bố trí như sau. G bộ binh 1 E95 hành quân theo đường với tốc độ bình thường, có M113 đi phía sau để hỗ trợ. E29 bảo vệ phía sau cùng các đơn vị trực thuộc phương án đánh địch đã được triển khai cho các đơn vị D1 và tham mưu trưởng E95 cứ nhắc tôi nhiều lần là khi gặp địch tấn công phải tạt sang bên trái đường tuyệt đối không tạt sang phải đội hình di chuyển trưa mùa khô trời nắng gắt men theo đường chúng tôi đi chậm chậm để quan sát địch phía sau ba chiếc M113 chậm rãi theo sau bộ binh nên anh em cũng vững tâm chừng 3 km có lệnh dừng lại. Súng nổ vang bên trong, nghe chát chúa và 3M113 lao lên về phía trước bụi mù. Tôi đoán là đã bị địch phục kích nên lùi lại bám sau một thân cây rất to bên vệ đường. M113 quay nòng vào trong và bắn xối xả, có đoạn vừa chạy vừa bắn, có tiếng súng phản lại từ phía trong và rộ lên phía trong đường. 12 ly 7, cối 82 và DKZ bắt đầu nổ. Một trận đánh không lớn lắm Tôi nhận định Bất thình lình tôi thấy anh siêu C trưởng C1-G1 Đốc thúc anh em tấn công vào phía trong M113 lao về phía sau Và nép vào bên vệ đường để chờ lệnh Tôi không hiểu vì sao Lúc dầu sôi lửa bỏng thế này Mà M113 lại rút Trong khi anh em G1 Còn nằm trên mặt đường Bỗng có tiếng cối 82 cấp tập Từ phía trước đội hình Bắn như mưa về phía chúng tôi Đạn nổ xung quanh và phía trước Đường bên phải Khoảng 5 phút sau Có tiếng 12 ly 7 và DKZ Từ phía trước bắn tới rất dữ dội Tôi nói với anh Phu B phó của C1 Là cho anh em lùi lại Vì chúng bắn quá rát Trong khi đó ta chưa phát hiện địch Pháo binh 105 chi viện Bắn theo trục đường 19 Vào sâu bên trong khu vực D3 đang ém quân Tôi nhìn thấy khói bốc lên Cách đội hình chừng 200m Pháo binh càng lúc càng bắn dữ dội Liên tục không nghỉ ngơi Không thể phân biệt được Đâu là cối, đâu là pháo 105 155, 130 Cả một khu vực chìm ngập trong đạn pháo Thấp thoáng phía trước Có mấy thằng tốt xuất hiện Với tư thế gập khiễng Tôi quay lại kéo tay anh Phu lần nữa Anh gọi anh Nguyễn Phải Hoài Châu Bình Định Là cá nhân điển hình của đại đội Thi đua quyết thắng quân khu 5 Năm 1982 vác khẩu B41 lao về phía tôi. Tướng anh phải cao khều, dựa vào hông cây cám, làn khói xịt ra phía sau, phía trước bụi mù, tan khói, không thấy chúng đâu. Pháo binh bây giờ bắn ra mặt đường. Anh Siêu lao ra, lệnh cho anh em lùi lại 50 m theo trục đường chính. Rất tiếng pháo, có tiếng súng nổ đồng loạt, tấn công từ hướng Bắc đường 19, dê bộ binh 3, E95 với hỏa lực mạnh nhất là 12 ly 7 và DKZ. Có tiếng súng chúng phản lại với một sự cân bằng về hỏa lực. Tiếng súng nổ ở khu vực này kéo dài khá lâu và càng lúc tiếng súng càng gần. Tôi đoán là D3 đang đánh thốc, đuổi chúng ra đường. D1 có lệnh tiến lên theo dọc đường, có sự hỗ trợ của M113. Khi chưa đầy 300 mét thì phía trước đội hình, địch lố nhố chạy loạn lên đường. M113 càn ngang và bắn lướt về phía trước. Trên M113, tôi thấy có anh Dũng, trợ lý tác chiến D1, cối 120 phía sau bắn yểm trợ phía xa xa. Súng vẫn nổ phía trong đường hướng D3, nhưng có vẻ yếu hơn. M113 vẫn chạy và bắn vào hai bên đường với cự ly gần. Đạn cài giống mặt đường tung tóe Xác địch nằm đầy trên đường M113 càn ngang qua Súng nổ rộ cả hai phía đường 19 và một lần nữa Chúng bị dồn ra đường Và lần này Anh em bộ binh của các đơn vị E29 Đánh bọn bỏ chạy ở phía trên Tối hôm đó Anh em xe chính sát chúng tôi họp lại Vì từ lúc đầu chiến dịch tới giờ Chúng tôi chưa gặp nhau Có thể tóm tắt trận đánh như sau Nhóm 1 Khóa đuôi khoảng 50 tên Bị E29 và M13 Đánh đầu tiên Nhóm 2 chính diện nơi đây đánh tập trung hỏa lực và xung lực của chúng trên một đoạn đường hơn 1 km phía bắc đường 19 hướng D3 của ta. Toàn bộ lực lượng này bị ta tiêu diệt bằng pháo, hỏa lực ta thu cũng nhiều nhưng bị pháo làm hư hỏng nặng. Có một khẩu cối 82 có 6 thằng pot chết thành một đống, trong đó có một thằng trên tay còn cầm trái cối 82. Xác địch chết theo như anh am D3 nói lại thì hầu như bị pháo dọc theo bìa rừng cách đường khoảng 30 m là loạt pháo đầu tiên. Có một thằng địch chạy hoảng, gặp bộ đội C9 hãi quá thả súng, nhưng vì anh em ta không lường trước được tình huống này, lỡ bóc cò, nếu không là chúng ta bắt sống được một thằng. Hỏa lực chúng tương đối mạnh, chúng bắn ngang ngửa với ta. Nếu không có M113 bắn dọa trên mặt đường thì C10 g 3 cũng vất vả. Nhóm 3 Chặn đầu cũng khoảng 40 tên Thấy kế hoạch không thành Bỏ chạy về hướng E29 Lượm được 12 tên Có mấy tên chết do bị cối bắn phía trên đường Tọa độ lửa Sau này anh em chính sát bộ binh 307 Đều gọi như vậy Để có thể hình dung ra một trận đánh Mà ta dùng sức mạnh của pháo binh Để tiêu diệt địch Những tên địch chết với nhiều kiểu không nguyên vẹn Những gương mặt khắc khổ Già nua mệt mỏi Vì cuộc chiến những bộ mặt hung dữ không giống người, khi chết vẫn còn cầm trên tay trái cối, cũng có những gương mặt trẻ thơ trong đoàn quân diệt chủng, nằm chết như ngủ, có lẽ không biết tại sao mình chết. Trực thăng lên chuyển thương binh về tuyến sau, đội hình thu dọn chiến trường vẫn hành quân về phía trước. E29 là thê đội 1 đi đầu đội hình, E95 quá mệt mỏi sau những ngày đánh nhau triển miên. Và phía trước là ngã ba quốc lộ 13 và quốc lộ 19, thị xã Sở Tung Trang, dòng Mê Công lững lờ xuôi và cả những trận đánh khi chớm đến Sở Tung Trang. Sau hai ngày quẩn nhau với đám Pol Pot, cố thủ vòng ngoài Sở Tung Trang, anh em trinh sát nói chung và tôi mệt lạ người. Đêm ngày mùng 2 tháng 1, đội hình sư đoàn bộ 307 nằm cách ngã ba quốc lộ 19 và 13 khoảng chừng 4 cây số. Cách vị trí trận đánh lúc trưa 5 km sau khi bố trí đội hình xong Tôi mắc võng nằm chung với anh em tài xế thiết giáp Sau bữa cơm chiều nóng Tôi lên võng nằm và ngủ lúc nào không hay Đêm đó ban tham mưu sư đoàn Họp tới khuya với các trung đoàn Sáng sớm lệnh hành quân ban ra Tôi được phân công đi cùng D1 E95 Theo trục đường 19 Các đơn vị còn lại của E95 và E29 Cắt rừng tiến về sông Mê Công Bám theo trục đường 19 khi giờ vị trí tập kết chừng 3 km, tôi có linh cảm là địch đang theo dõi và có khả năng chúng sẽ phục kích một vị trí nào đó. Tôi điện cho tham mưu trưởng E95 về tình hình phía trước. Chúng tôi đi cách đội hình chính khoảng 200 mét. Vì nhiều lần nhìn vào trong rừng, tôi đều thấy dáng khả nghi là có người. Tôi cho anh em tản ra từng nhóm nhỏ ba người về phía bên trái đường. Dựa vào các gốc cây to để chuẩn bị Đoàn xe phía sau hình như cũng dừng lại Và con đường rơi vào khoảng không im lặng Máy PRC25 làm việc với tham mưu trưởng E95 Và nhận lệnh nằm lại để chờ lệnh Tôi cũng khẳng định với ông Chắc chắn có địch bám theo Nhưng không rõ số lượng của chúng Sau trận đánh tôi mới biết Là ông cũng đã khả nghi như tôi Ông lệnh cho các đơn vị bám sát theo đường 19 hành quân Chứ không đi theo hướng cũ nữa Nằm tại chỗ khoảng một tiếng Rừng thinh lặng, đường vắng, lực lượng mỏng, chưa đến 20 người. Nhiều phương án đánh địch được tôi cân nhắc rất kỹ và con đường tốt nhất là trụ lại, bám vào các vị trí có lợi thế về địa hình. Bỗng súng nổ phía bên trái đường 19 do E29 đảm nhiệm. Hai bên choảng nhau chừng 10 phút. Tôi nghe cối 82 và 120 từ phía sau bắn chi viện về hướng nổ súng. Tiếng súng ngày càng gần và ở phía sau lưng. Chúng tôi dự định quay lưng lại để chuẩn bị tinh thần chiến đấu. Nhưng không kịp, phía bên kia đường địch xuất hiện và tấn công chúng tôi bằng DKZ. Những quả đạn đầu tiên đã làm cho trinh sát sư đoàn hy sinh một đồng chí và trinh sát E95 bị thương một đồng chí bất tỉnh. Đưa anh em về phía sau xong, tôi bảo anh PRC25 gọi trực tiếp, không dùng mật mã và khẳng định chúng có chừng 100 tên đang tiến ra mặt đường. Do lực lượng đông và hỏa lực địch quá mạnh, anh em vừa bắn vừa rút lui về phía sau. Bọn địch nơi đây tương đối lì lợm. Bỗng tôi thấy đạn cối rớt ngay giữa đường, bụi mù và bắt đầu nghe tiếng 105 để pa từ hướng sư đoàn bộ. Phía sau lưng trong rừng sâu, càng lúc càng căng thẳng và ác liệt. Bỗng ở đâu đó một loạt đạn 12 ly 7 Bay qua đầu chúng tôi từ phía trước Tôi nấp sau một ổ mối Cùng một trinh sát E95 Phát hiện ra địch Đang vác bộ hai khẩu 12 ly 7 Đặt bên trái mép đường về hướng ta Mỗi nhóm có 6 thằng Và có hai nhóm Pháo binh của ta chi viện cho cả hai hướng Phía trong lẫn phía ngoài Càng lúc chúng càng lớn tới Bất chấp pháo ta đang bắn Tôi phán đoán rằng Chúng đang cố bám ta để hạn chế hỏa lực và thật sự pháo đã rơi ngoài vòng hoạt động của chúng anh em trinh sát đã có hiện tượng nao núng luôn nhìn về phía sau bất chấp địch đang đến gần nằm bên vệ đường chúng tôi thấy anh em chi viện bắt đầu xuất hiện và người tôi thấy trong nhóm đầu tiên là anh thành xe trưởng c ba nhưng có lẽ chúng ta lực lượng quá ít nên chúng mạnh dạn tấn công đạn 12 hai ly bảy của chúng bắn rất rát Chúng đã vượt qua chỗ đồng chí trinh sát sư đoàn hy sinh lúc nãy. Tôi chỉ tay về hướng địch và anh Thành hiểu ý cho bộ binh vòng sang phải đường để tấn công chúng. Đồng chí thông tin khi vượt qua đường để chạy theo anh Thành thì bị trúng 12 ly 7 và ngã xuống. Máy vẫn còn kêu. Tôi cởi dây đeo và cho một anh trinh sát E95 mang máy chạy theo anh Thành. Tôi ở lại băng bó cho anh thông tin. Anh bị thương vào bụng. Lúc ấy trên máy tham mưu trưởng E95 lệnh cho chúng tôi bỏ mặt đường theo C3 vòng qua phải rừng M113 chạy từ dưới lên bắn chéo vào đội hình địch. Nhiều tên địch ngã xuống ngay loạt đạn đầu tiên và rút về sau ngay. Khẩu DKZ phía sau cơ động lên và đặt bên mép đường để bắn về phía địch. Phía trước địch càng đông và hình như chúng mới tăng viện. Thực ra chúng bị anh em E29 đánh chạy ra đường. Đồng thời lúc này C2 vận động lên yểm trợ cho bộ phận bám mặt đường. Cuộc chiến rằng co trên mặt đường. Lệnh của E95 báo là lưu ý bắt liên lạc với E29. Vì bạn đã bám được ra mặt trận. Phía trước xa xa khoảng 200 mét. Chúng tôi nghe tiếng súng tả âm. Tức là súng từ rừng bắn ra. Và đoán là anh em E29 đã cắt ra đến lộ đội hình địch có sự hoảng loạn, chạy loạn xạ vào bìa đường, và đạn bắn không còn ổn định như trước. Lệnh của tham mưu trưởng E95 và C2, C3 dàn hàng ngang bắn về hướng phía trước, không bắn vào bia rừng vì sợ nhầm E29. Từng toán địch chạy cắt ngang qua đường. Vài khẩu DKZ của anh em D1 phát huy sức mạnh, nhưng xác định bay lên sau những trái DKZ và khói bụi bao phủ mặt đường. Cả hai cánh quân khép lại, lúc này hướng sông Mê Công cũng nghe tiếng nổ rộ lên và quân ta bắt đầu tiến gần hai bờ sông. Hai khẩu 12 ly 7 của địch còn nguyên vẹn bò trơ trên mặt lộ. Xung quanh nhiều xác chết của địch, chúng tôi được lệnh không dừng lại mà vẫn hành tiến về phía trước. Phía sau quân chi viện của ta đã lên kịp. Hình như một dê của lữ đoàn 52, quân khu 5 Lúc này khoảng 9 giờ sáng, ngày mùng 3 tháng 1 năm 1979. Sau khi làm chủ chiến trường, giải quyết công tác thương binh liệt sĩ của các đơn vị xong, chúng tôi tiếp tục lên đường nhận nhiệm vụ mới, tiến về Sật Tung Trang. Nhiệm vụ được triển khai bởi phái viên của quân khu 5, tháp tùng sư đoàn 307 là đại tá Phan Hoan như sau. Nhanh chóng cơ động lực lượng giải phóng Sư Tung Trang ngay lập tức Nếu không một đơn vị của quân khu 7 sẽ chiếm sự tung trang Và coi như quân khu 5 không hoàn thành nhiệm vụ của chiến dịch Vì vậy toàn bộ đội hình bỏ lại các quân tư trang để lên xe Chỉ mang một cơ số đạn tác chiến Cơ động nhanh về phía bờ sông Mê Công Cuộc chạy đua Marathon bắt đầu Toàn bộ đội hình hành quân một cách nhanh chóng Mặc dù trước đó đã bị địch đánh chặn Cảm giác hồ hởi phấn khởi rộ lên trên từng nét mặt. Những bước chạy, những bước chân nhanh thoàn thoắt, Bộ phận phái viên của quân khu cũng theo đội hình. Vị phái viên đi ủng màu đen, bên cạnh ông là bộ phận thông tin 50W. Đội hình tiến bước qua những phung làng sắc sơ, trơ trọi, mang vẻ tiêu điều của sự chết chóc hoang tàn. Nhìn ông đi trong đội hình, chúng tôi có phần an tâm hơn. Ra đến giao lộ 13 và 19, Chúng tôi đi thẳng về hướng Bắc Khu vực này có vẻ sung túc hơn Những ngôi nhà mái ngói Vườn cây sum xuê Xe cộ vài chiếc bỏ dọc đường Còn nổ máy Chứng tỏ chúng mới bỏ chạy cách đây không lâu Bờ sông Mê Công hiện ra trước mắt Hồng vĩ nhưng không kém phần thơ mộng Những khu nhà xây sang trọng kiểu Pháp Hai bên bờ Vũ sữa đang mùa trái chín Nào là cam bưởi Làm cho chúng tôi hình dung cảnh thanh bình của quê nhà Bỗng bất thình lình Phát hiện địch phía trước Chúng tôi tổ chức tấn công luôn Anh siêu C trưởng C1 C1 E95 Chụp lấy khẩu cối 60 Của anh lính bộ binh bên cạnh Đặt xuống đường Nện một trái lên phía trước Thằng địch nằm chết bên cạnh cửa xe Tiếng máy vẫn còn nổ Anh công B trưởng của C1 Cho trung đội bám sát bờ sông Và bắn về phía trước có những tên địch đã bơi ra giữa dòng mê công Nhưng cái đầu nhấp nhô lúc ẩn lúc hiện theo dòng chảy Vị phái viên lệnh cho một khẩu 12 ly 7 đặt cạnh bờ sông bắn theo chúng Cả cối 82 cũng được huy động Những cái đầu thưa dần và mất hẳn Những tên địch ẩn nấp dọc bờ sông cũng bị chúng tôi tiêu diệt dần dần Phía trước có những tiếng súng nổ lác đác Chúng tôi nép vào hai bên đường những nhóm địch chạy về hướng chúng tôi cũng bị tiêu diệt gọn. Và từ xa xa, thấp thoáng thấy anh em D3 đang truy kích địch dọc đường. Chúng tôi chỉ dừng lại bảo vệ đoàn xe hành tiến của sư đoàn đang theo kịp phía sau. Những chiếc xe trống rỗng và anh em bị thương nhẹ của các đơn vị thò đầu ra khỏi xe mỉm cười và vẫy tay. Đoàn xe tiến về phía trước. Thị xã Tung Cheng đã được hoàn toàn giải phóng vào lúc trưa ngày mùng 3 tháng 1 năm 1979. Trong ba lô không còn gì để ăn, anh em vào các ngôi nhà lục tìm được một ít gạo, những hạt gạo nhỏ và rất thơm, không có gì để nấu. Anh em ta lấy những lon thịt của địch, loại thịt gà của Trung Quốc cao khoảng 40 cm, đường kính khoảng 20 cm làm nồi nấu cơm, nhưng phải trốn vào sâu phía trong vì sợ các thủ trưởng đoàn hai thắng lợi bắt gặp Những chàng thanh niên khờ khạo đáng thương Lấy gạo bỏ vào lon Đồ tới tận miệng và nấu Nhưng vì gạo nhiều quá Nên khi chín Phía dưới thì khét Giữa thì nhão Nhưng phía trên thì sống Cả bọn nhìn nhau phì cười Thủ trưởng Nam dê trưởng dê một đi ngang qua Ông cũng chỉ biết cười Và lúc sau chiến sĩ liên lạc của ông Đến chỉ cho chúng tôi kho cá khô của địch Anh em ngại bị thuốc độc Nên cũng chẳng dám ăn Một anh lính C3 Về báo cáo có một chuồng gà ở phía sau Khoảng 40 con Còn nhốt trong lồng Có lẽ chúng định mang đi Nhưng chưa kịp thì ta đã tới Bữa cơm nóng có hương vị Khét, nhão, sống Đầu tiên bên bờ mê công Trong những căn nhà sang trọng Buổi chiều chúng tôi về lại Ban tham mưu sư đoàn trong thị xã tạm xa anh em E95 sau một chặng đường chiến dịch. Những cái bắt tay nồng ấm, đi đến đâu anh em cũng ngậm ngùi. Một đêm ngủ ngon lành trong một căn hộ sang trọng. Với bàn ăn làm bằng đá, giường có nệm, chúng tôi đứng trên giường nhún nhảy như những đứa trẻ con. Đó là đêm đầu tiên bên bờ đông của sông Mê Công. Ngày mùng 4 tháng 1, chúng tôi lại lên đường đánh chiếm Siêm Băng một thị xã nằm bên bờ sông Mê Công. Trên bản đồ tác chiến thấy dòng sông này từ Lào chảy sang và gặp sông Mê Công tại thị xã Trang Khi về Ban Tham mưu sư đoàn nhìn thấy toàn bộ bản đồ Đông Dương thì mới biết dòng sông này chảy từ huyện A lưới của Việt Nam qua miền Hạ Lào và về Campuchia rồi về lại Tây Nguyên của Việt Nam. Trung đoàn 31 sư đoàn 309 đã đánh chiếm thị xã này sau khi chiếm Von Sai vài ngày trước đó và chúng tôi có nhiệm vụ bắt liên lạc với E31 từ Sở Tung Trang, chúng tôi chia thành hai cánh quân. Bộ phận chúng tôi theo đường sông và một bộ phận theo đường bộ quốc lộ 13 với đội hình 1 D của E29 có xe tăng hỗ trợ. Đi dọc hai bên bờ sông bằng thuyền máy của anh em công binh, dễ dàng nhận ra những phun của dân bỏ hoang dọc đường vẫn là những ngôi nhà sàn mái ngói sang trọng hình ảnh của một thời hoàng kim một đời sống thanh bình trước khi tên đao phủ pol pot đưa cả dân tộc này vào thế giới hoang tàn dòng nước chảy khá mạnh thuyền máy công suất nhỏ cho nên đi rất chậm hai khẩu mười hai ly bảy luôn hướng về hai bên bờ chuẩn bị chiến đấu sóng nước lao sao như lòng người đang dâng đầy niềm vui rào rạt nhớ đến dòng sông quê hương chảy từ đập đá an nhơn qua những cánh đồng chủ phú trước khi chảy về quê tôi và ra biển tôi vẫn thích cái tên la tinh của dòng sông bởi sông đã sinh ra bao cánh đồng màu mỡ cùng những làng xóm thôn chủ phú dọc đôi bờ tạo nên sự sống cho vùng đất an nhơn phủ cát và phủ mỹ không biết từ vùng núi cao của chập trùng cao nguyên gia lai băng qua những cánh rừng đại ngàn qua những vùng quê suốt hành trình cần mẫn nhọc nhằn của mình sông đã đem lại cuộc sống tươi vui đầm ấm cho bao con người quần tụ bên hai bờ sông ngày càng đông đúc tháng năm vui tươi cuộc sống cấy cày trải lưới ven bờ sông mê công có những đoạn trống không có rừng dòng sông uốn lượn giữa cánh rừng nguyên sinh bạt ngàn hút tầm mắt những bờ lau sậy phất phơ chấp chới những cánh cỏ trắng díu gian từng đàn chim le le chim xếu chiếc thuyền vẫn ngược dòng sông cánh quạt xẻ nước làm đôi màu trắng xóa nước cuốn theo vùng đông bắc campuchia và tây nguyên đang vào mùa hoa dã quỳ khoe sắc màu hoa rát vàng khắp triển sông nơi có những phung làng những hàng cây ăn trái ven bờ sung xuê trong cái nắng cái gió và mênh mang của rừng già. Dòng sông chảy lững lờ, êm ả, à, chịu nặng phù sa. Dọc đường chúng tôi không gặp một sự kháng cự nào của địch. Giữ khoảng cách an toàn, thuyền vẫn chậm chậm lướt qua. Xa xa có nghe tiếng pháo của tăng trong đội hình đi dọc đường 13. Gần 3 tiếng ngược dòng, chúng tôi gặp anh em 309 cũng dùng thuyền xuôi dòng để bắt liên lạc với chúng tôi. Hai bên gặp nhau thuyền của các anh đảo một vòng và nhập vào đội hình của chúng tôi có thêm anh em chúng tôi cũng đỡ phải lo và gần một giờ sau chúng tôi mới đến thị xã xiêm băng khi thấy anh em đứng trên bờ đón chúng tôi ai cũng mừng ra mặt neo thuyền xong chúng tôi lên bờ để lại một số anh em cảnh giới một thị xã hoang tàn đường giao thông hư hại và có lẽ cũng ít người sử dụng trong thời kỳ pol pot hai bên con đường chính vào thị xã có rất nhiều cây phượng đang kỳ thay lá thân cây trơ trọi với những mầm xanh của trồi non cũng đẹp thơ mộng như sờ tung trang, và cũng chịu chung số phận là những thành phố chết nhìn cảnh thành phố không một bóng người chúng tôi cũng thấy điều gì khó tả phía sau ngôi nhà hoang vắng kia là những cánh đồng bằng phẳng bạt ngàn phía trước là dòng sông Bên kia là bờ của những cánh rừng nguyên sinh Mọc theo bờ sông Những thân dây leo vươn ra là là mặt nước Chim rừng hót líu lo Lực lượng được tỏa ra truy quét Các khu vực xung quanh thị xã Nhưng hình như chúng đã rút lui Và lùa dân sang bên kia dòng sông Dùng phần lương khô bữa trưa xong Chúng tôi chia tay với những người anh em E31 để quay về. Tôi chọn phương án đi theo xe không trở về bằng thuyền. Con đường hư hại nham nhở, hai bên đường là các loại gỗ quý, cao to, ba người ôm không xuể. Bụi mù trời, bụi tung lên theo bánh xe quay, vần vụ đặc quánh. Vì không có gió xua tan, giữa thời tiết mùa khô, khăn tay bịt mặt, hai tay bám chặt thành xe. Nhưng người tôi cứ trồm lên, thả xuống liên hồi. Xe vẫn chạy với tốc độ rồ bò nhiều rất nhiều đoạn đường xe hết nghiêng bên này lại nghiêng sang bên nọ do cơ man những ổ voi tiếp nối nhau dài tưởng chừng như vô tận bụi chui vào trong xe Nhộm tóc tai lông mày lông mi mọi người vang quạch bất kể các ô cửa kính cabin đều đóng chặt không khí trong thùng xe ngột ngạt khó thở những tiếng ho khục khạc vì sặc bụi cứ dâm gian Mệt nhoài vì người ngợm bị hành hạ tra tấn liên tục, tôi cảm thấy các khớp xương đau nhừ và đầu óc cứ ong ong. Rất may là sau khi vượt qua đoạn đường, đau khổ, với độ dài mấy chục cây số, trước mắt tôi là thị xã Sở Tung Trang, chấm dứt một ngày rong ruổi qua miền đất chết xiêm băng. Mùa khô đầu tiên, mùa khô nơi vùng đông bắc Campuchia, mùa khô của những cánh rừng khộp, nắng chói chang gầy gắt ngay từ khi mặt trời lên cho tới lúc lặn không khí nóng hầm hập suốt ngày bởi trời luôn đứng gió những dòng suối không còn nước chảy thú rừng chim muông cũng rời bỏ rừng khộp mà đi chỉ có cây lá giang vẫn lên xanh giữa mùa khô nắng lửa và những cây bổ ngót rừng lên xanh cho bữa canh bộ đội sáng ngày mùng bảy tháng một khi chúng tôi xuống đến đoạn vượt sông đã thấy phà ghép bằng xà lan đã chuẩn bị sẵn Toàn bộ trinh sát ép đi chuyến đầu tiên Cùng với G1 E95 Phà từ từ rời bến nhẹ nhẹ Lướt nước sang sông Mê công nước đục phù sa Bỏ lại sau lưng cố đô thanh bình và êm ả à. Đến giữa dòng sông Mê công không còn cái vẻ hiền hòa Thơ mộng như lúc ban đầu Dòng chảy đã trở nên hung dữ Bởi những xoáy nước lúc ẩn lúc hiện đứng phía sau xà lan Nhìn lại bờ đông mê công Tôi có cảm tưởng một sự ngăn cách giữa chúng tôi với đất mẹ Việt Nam Dù rằng lòng sông khoảng chừng một cây số Tất cả đều nhìn bờ đông với mọi tâm trạng khác nhau Bầu trời trong xanh Con phà cắt ngang và xuôi theo dòng nước Bờ đông lùi dần Chỉ còn thấy thấp thoáng anh em của E95 trên bờ Bờ tây dần hiện rõ Sau khoảng gần nửa giờ và cập bến, chúng tôi lên bờ. Bờ sông còn mang mùi tử khí, vì đêm mùng 3 tháng 1, đêm đầu tiên ta chiếm thành phố hoang tàn này, địch cũng còn tấn công sang ta bằng 12 ly 7, đường đạn bay ban đêm đỏ rực trời, xé tan bầu trời yên tĩnh. Chúng ta đã phản lại bằng mọi hỏa lực hiện có. Pháo 37 ly, đường đạn như kẻ chỉ, đường thẳng vạch trong không gian, có lẽ một đơn vị đặc công nào đó đã tấn công vào đêm trước, làm bàn đạp cho chúng tôi vượt sông. Những cây dừa bị đạn pháo bắn cụt ngọn, máu thịt còn vương vãi khắp dãy chiến hào dọc bờ sông, bông băng nhuộm đỏ màu máu vứt tung tóe trên đường. Những căn nhà ngói đẹp đã bị đạn pháo làm đổ sập và gần như đất ở đây đã trở thành bụi hoang tàn và chết chóc. Khi toàn bộ Z1E95 sang bờ tây. Chúng tôi đi cùng với nhóm bộ đội bạn Tuổi cũng còn khá trẻ như chúng tôi Và có một số cán bộ Ta làm công tác dân vận Địch vận đi kèm Họ nói với nhau bằng tiếng khơ Tiến vào phum đầu tiên của bờ Tây Tại đây lần đầu tiên Chúng tôi gặp dân Campuchia Những con người cùng cực Đang đứng bên vờ vực của sự diệt chủng Những thân hình ốm nhách Mặt mày xanh xao như tàu lá Có lẽ vì đói Bệnh tật và một phần sợ con tóp Việt Nam. Họ tập trung ngay giữa phum thành từng nhóm vài chục người. Cán bộ dân vận ta và các chiến sĩ của bạn làm công tác tuyên truyền. Những đôi mắt ngờ ngác đầy sợ hãi. Chúng ta lọc theo độ tuổi là đàn ông dưới 50 tuổi, các cụ già, phụ nữ và con nít để tuyên truyền. Chúng tôi đứng cạnh họ và anh em bộ binh canh gác vòng ngoài. Khoảng gần trưa ta phá kho thóc cứu đói cho dân. Kho thóc là những dãy nhà tôn dài vài chục mét, tất cả đều đóng kín cửa. Tôi dùng báng súng đánh bật cánh cửa, và lúa từ trong ảo ra ngập cả chân. Dân chúng lấy mọi thứ có thể đựng lúa được, xúc lấy xúc để như chưa bao giờ được xúc lúa. Tản ra mấy ngôi nhà xung quanh, họ tìm cách dã lúa lấy gạo để nấu cơm. Lúc này nhìn mặt ai cũng rạng rỡ Người dân vùng này Nhà nào cũng có cối giã gạo Nhưng khác với cối của ta Họ chôn cái cối xuống đất Phía trên có một cây đòn to Và dài chừng 2 mét Một người đứng cuối Dậm xuống cây đòn Nâng cao đầu đòn Thả cho đòn rớt xuống miệng cối Họ nhanh chóng sàng gạo Và kiếm cách nấu cơm Qua các cán bộ dân vận Chúng tôi được biết là Do chúng ta đánh quá nhanh Chúng bỏ chạy và không lùa dân đi theo được Thế nhưng cũng có một số dân không hiểu vì lý do gì Cũng bị chúng bắn chết phía trong của phum vài chục người Dân họ không dám mở kho lúa vì sợ pốt trở lại Mặc dù họ đã nhịn đói hơn hai ngày rồi Không có gì để ăn Phụ nữ tỏa ra xung quanh kiếm rau và các thứ có thể ăn được Bộ đội bạn cho vài người trung niên xuống lại bờ sông kéo lưới Và kiếm thêm được ít cá Họ chỉ ăn nướng và xin muối của bộ đội ta. Đang khi chúng ta ăn cơm, có một phụ nữ có con nhỏ đến xin thức ăn của bộ đội. Anh em ta cũng nhường cho họ và chỉ ăn cơm với bột canh và nước sôi. Khu vực này thuộc Phum Tha La, nằm trong huyện Se San của tỉnh Sơ Tung Trang. Sau nhiều năm tháng sống ở chùa Fred Vihia, mỗi lần về Sơ Tung Trang, tôi đều thấy bên bờ Tây vì không khí nơi đây trầm lắng yên tĩnh, không náo nhiệt như phía bờ đông. Phụ nữ vùng này khá xinh, họ có nước da trắng trẻo, đôi mắt đượm buồn, mang vẻ quyến rũ kỳ lạ. Giọng nói của họ cũng nghe thành thoát, nhẹ nhàng, nếu so với các khu vực khác của miền Đông Bắc. Chỉ có điều vẻ đẹp mặn mà quyến rũ ấy đã bị che khuất bởi những nỗi buồn vời vợi trong hoang mang và sợ hãi. Chúng tôi lại nhanh chóng lên đường, giao lại vị trí cho đơn vị E29 và hành quân theo đường 126 về thị trấn Chép. Một thị trấn nhỏ nằm trên quốc lộ 12 từ thị xã Công Pông Thom kéo dài đến một phum xa lau nằm dưới chân thác của dòng sông Mê Công từ nước bạn Lào chảy qua. Dọc đường nơi đây có vẻ tĩnh mịch và hoang vắng. Hai bên toàn là rừng khộp, đường đi quá xấu. Càng xa dòng Mê Công, sự hoang tàn càng lộ rõ. Trên đường đi có một tên pot vác khẩu B40 đang nấp sau một cành cây, chuẩn bị bắn vào chiếc xe doji hậu cần thì bị tham mưu trưởng E95 phát hiện. Ông chụp nhanh khẩu B40 của một anh lính và tiêu diệt ngay tên này. Đêm ấy chúng tôi nghỉ cách bờ sông Mê Công chừng 15 km. Đêm đầu tiên của bờ Tây Mê Công với nhiều nỗi mong nhớ chăn trở. Trận đánh đầu tiên bên bờ Tây Mê Công Đêm ngày mùng 7 tháng 1 năm 1979 Tôi thức rất khuya Vì chiều tối anh Đồng Hương bên thông tin Đưa cho tôi một lúc ba lá thư Bị kẹt lại dưới đức cơ Khi ấy chắc cũng khoảng mùng 10 ta Chỉ còn 20 ngày nữa Mùa xuân lại về Mùa xuân của mọi sự đầu tiên Dưới tán cây của rừng khộp đầu mùa khô Từ một nơi xa xôi của chiến trường Tây Nam Giữa những ngày chiến dịch Ánh trăng hiền hòa Không bị che khuất của lá rừng Lại mang một cái gì đó rất đẹp Một vẻ đẹp mang đầy tâm trạng Rất dễ làm sao xuyến lòng người Ban đêm vẫn còn nhìn được sắc vàng Lấp lánh miên man khắp cánh rừng Bởi những chiếc lá vàng Rụng chấp chới Những chiếc lá vàng còn gian díu với cảnh Tựa bàn tay Ai đang vẫy chào vĩnh biệt Ai trên kia Bởi dưới chân là tiếng lá khô xào xạc tất cả khiến hồn ta ngỡ như có nàng tiên vỗ về cảm xúc tôi thiếp đi trong mơ trong nỗi lòng của trống vắng anh bộ binh gác ca cuối cùng lay nhẹ tôi dậy để hỏi xin thuốc lá tôi bừng tỉnh và súng võng vươn vai hít thở không khí của một ngày mới lúc sáu giờ tại sở chỉ huy e chín mươi lăm trong lúc chờ nhận nhiệm vụ qua bản tin của Đài tiếng nói Việt Nam, chúng tôi được tin thủ đô Phnom Penh đã được giải phóng. Lá cờ mang hình năm ngọn tháp vàng của Mặt trận Đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia đã tung bay ở thủ đô Phnom Penh lúc 11 giờ 30 phút ngày mùng 7 tháng 1 năm 1979. Cả sở chỉ huy đều xúc động, những giây phút lặng im và trong tâm trí mọi người ai cũng thấy vui vì cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới tây nam đã đến hồi kết thúc khi tôi rời sở chỉ huy anh quân lực 95 gọi tôi lại và đưa cho gói tam đảo vỗ vai chúc sức khỏe và thắng lợi trên tay cầm tấm bản đồ chi chít các điểm đánh dấu màu đỏ xanh lòng tôi bất chợt nghĩ đến những trận đánh cuối cùng những ngày sắp đến điểm đến cuối cùng Presvihia một màu xanh đậm trên bản đồ những đường bình độ dày đặc, thậm chí có những đoạn gần như chồng lên nhau, những dự định cho tương lai, dù biết rằng cuộc đời lính chỉ mới bắt đầu. Đội hình bắt đầu xuất phát, khi mặt trời đã lên khỏi ngọn cây, cái nắng của mùa khô đã bắt đầu lan tỏa hơi nóng. Toàn E95 xuất phát với đội hình G1, G2, G3 và E bộ. Các C trực thuộc nằm trong đội hình các D Trinh sát đi đầu đội hình bao gồm F8 đồng chí, E95 10 đồng chí, D1 5 đồng chí, tiếp theo là C2, C3, C1. Đội hình tiến quân theo trục đường 126, một cách chậm rãi. Trinh sát cách đội hình hơn 50 mét. Hai bên đường cây cỏ mọc dưới tán lá rừng khộp, đang chuyển màu vàng. Cứ đi một lát, lại gặp cảnh gió trở trừng, Bốc bụi đất cuốn tung Xoáy tròn thành từng cột bụi Cột bụi chạy rất nhanh Cuốn theo lá cỏ khô và rác rưởi Thành một hình nón lộn ngược Sẵn sàng tạp vào mặt người đi Nhóm trinh sát của tôi Cũng chia thành hai nhóm Cẩn thận đi dọc theo hai bên đường Với khoảng cách mỗi người 10 mét Quan sát động tĩnh Khoảng 9 giờ Ở vị trí thứ bảy Của đội hình trinh sát Tôi theo dõi từng bước chân của anh em Bỗng thấy anh hùng trinh sát D1 Chạy lùi lại với một vận tốc rất nhanh Bám vào một thân cây khộp to bên phải vệ đường Tôi biết điều gì đã xảy ra Đội hình nhóm trinh sát bị hỏa lực địch Che phủ bởi những đoạt đạn 12 ly 7 Cày nát mặt đường B40, B41, DKZ Nổ tung hai bên đường Từ phía sau tôi không thấy gì Đã có những anh em ngã xuống ở loạt đạn đầu tiên của địch Tôi cùng anh Bình Trinh sát d 1 Bám theo những gốc cây to Bắn về phía trong rừng Bụi tan dần Từng nhóm địch ảo ra mặt đường Những tiền lính áo đen thấp thoáng phía trước Vừa chạy dọc theo đường vừa bắn Anh Hùng men theo bìa rừng Cũng vừa chạy vừa bắn Nhưng khi cách tôi và anh Bình khoảng 5 mét Anh bị miếng cối của địch Nổ trên mặt đường Cắt đứt chân trái của anh anh vừa bò vừa quay lưng lại phía sau Bắn vào những tên địch đang áp sát anh Anh Nho trinh sát 95 Từ phía bên phải Bắn vào toán địch đang nháo nhào Thấy rất rõ hai thằng Pốt khụy xuống Anh Nho lăn mấy vòng trên mặt đường Tiếp cận với anh Hùng Kéo anh Hùng vào bên vệ đường Rồi băng bó Hai tên địch phía sau bên trái Một tên mang khẩu AT nhảy ra Có lẽ chúng thấy anh Nho Định bắn vào chỗ anh Nho thì bị tôi và anh bình bắn gục ngay trên đường tôi và bình bắn áp chế địch nho cõng hùng vòng ra phía sau lưng tôi đứng bỏ lại khẩu súng và bao xe đựng đạn của anh hùng tôi chỉ kịp thấy phần dưới chân của anh hùng chỉ còn dính một vài miếng da với phần còn lại ở phía trên quẳng vội khẩu súng của anh hùng chúng tôi bắn liên tục về hướng địch nhưng những loạt ak của trinh sát chúng tôi không làm cho địch trùn bước phía trước Địch vác cả 12 ly 7 đặt trên mặt đường Bắn xối xả về phía chúng tôi Tôi biết anh em trinh sát phía trước đã hy sinh không còn ai Nên hai anh em tôi lùi lại phía sau Tiếp cận với C2 đi đầu đội hình Tôi vừa kịp nhìn thấy anh ứng C trưởng C2 Đang đốc thúc anh em C2 lên chi viện cho trinh sát Thì phía trong rừng bên phải có những tiếng rào rào Địch đang tấn công ra mặt đường Tôi chỉ kịp đưa tay chỉ cho anh ứng phía bên trong đường Thì hỏa lực địch cả hai bên đã tấn công vào đội hình C2 Tôi nhanh chân di chuyển qua bên trái Thì những loạt đạn có lẽ là đại liên bắn giòn giã vào C2 Lúc này hầu như hai bên đường đều có địch Và chỉ trong vòng 3 phút tôi đã bắn hết năm băng Chỉ còn lại băng cuối cùng Tranh thủ đeo ba sai đạn của anh hùng Tôi bám theo những ụ mối ven đường cố tiếp cận với C2 Vì phía trước bây giờ là địch khoảng vài chục tên Hai bên đường nổ súng không ngớt Và càng lúc càng ác liệt Kết hợp với anh em C2 Kiên quyết đánh trả các đợt tấn công của địch Không cho chúng hành động liều lĩnh Ào ra mặt đường thu súng của anh em tử sĩ ta Khẩu đại liên của địch bắn ra từ trong rất rát Và cảnh đau lòng nhất là có ba anh em hy sinh trước họng súng đại liên của địch, trong đó có xe trưởng C2. Khẩu đại liên này chúng đặt trên một ụ mối to, có khoét một lỗ như lỗ châu mai, đường kính khoảng 30-40cm. Ban đầu chỉ có một anh bị thương, anh khác bò lên băng bó và cả hai hy sinh, ở loạt đạn sau của địch. Thấy anh em như vậy, xe trưởng C2 tưởng là anh em bị thương, cho bắn hỗ trợ và anh bò lên ứng cứu. Nhưng không biết đó là họng súng đại liên của địch Những anh em bị thương còn chiến đấu được Cũng đang nằm ẩn nấp Sau các cây to Đánh trả chờ chi viện Anh Nghĩa y tá C2 Cũng bị thương vào mông Cũng đang cố gắng xoay người Và ném hai quả lựu đạn Về hướng khẩu đại liên của địch Thấy tôi anh chỉ tay về hướng khẩu đại liên Và ngất xỉu Vì máu ra quá nhiều Phía sau chừng 10 mét Tôi thấy thủ trưởng năng Chính trị viên D1 Cùng một số anh em C1 chi viện lên Lực lượng này đã vòng sang bên hông Và anh nhân Hay gọi là nhân bầu Tiêu diệt khẩu đại liên của địch Bằng hai quả B41 liên tiếp Có hai tên địch Bị xích vào khẩu đại liên chết tại chỗ Sau trận này anh nhân Phải về tuyến sau Vì trận đó anh đã bắn hơn 20 trái B41 Tai ù bị ra máu Và sau đó xuất ngũ Đội hình tăng viện đã tiếp cận khu vực địch tấn công và trận chiến bắt đầu giằng co. Khi C1 tiếp cận khu vực của C2 thì hỏa lực của ta bắt đầu chi viện về phía chúng tôi. Tôi luồn qua khu các bụi rậm, đưa anh em bị thương về nơi an toàn. Hai khẩu 12 ly 7 và một khẩu DKZ của C4 đặt ngay trên mặt đường, bắn thẳng hướng trục đường. Từ phía sau cối 120 của C13 E95 cũng đã bắn chặn. Hai bên đường và phía trước, lúc này cả trận địa khói bụi mù mịt. Vị trí của C2 có phần dịu đi khi 12 ly 7 của ta bắn quét vào phía trong. Chúng quay sang tấn công hỏa lực ta trên trục đường. Có hai anh em 12 ly 7 hy sinh. C1 cũng bằng mọi giá chiếm lĩnh hai bên vệ đường nhằm bảo vệ thương binh và tử sĩ của ta cũng như tấn công địch. Nhiều tên địch không hiểu vì sao vẫn ngoan cố tràn ra mặt lộ và một mất một còn với ta. Hầu như bị 12 ly 7 của ta quét gọn, xác địch nằm bên vệ đường, chỉ cách khẩu cối 12 ly 7 chưa đầy 10 mét. Phía trong sâu hai bên đường, địch nổ súng quyết liệt, hỏa lục của hai bên giằng co nhau, cối 82 của địch vẫn còn rơi phía ngoài. Phía bên phải đường lúc này hầu như không ngớt tiếng súng và phần nào chuyển hướng vào bên trong. Một số anh em C3G1 chi viện cũng đã tràn ra đường, truy quét những tên còn bám trụ dọc đường. Toàn bộ C1 và C3 của G1 bám giữ mặt đường, bảo vệ và giải quyết công tác thương binh tử sĩ dưới làn đạn của pháo địch. Tôi cùng B2C3 bám theo đường, tiếp cận với vị trí nổ súng đầu tiên, cùng với một B của anh siêu C1, địch vẫn còn một ít khu vực này bắn trả về phía ta và bằng hai mũi đánh, ta đánh chúng phải bỏ chạy. Hình như lúc này địch dồn lực lượng chống đỡ ở bên phía trong. Bốn liệt sĩ trinh sát của ta nằm trên mặt đường. Anh em hầu hết bị 12 ly 7, trong đó có người đồng hương của tôi là lính trinh sát D1. Một làn đạn 12 ly 7 quét ngang qua mặt đường khi chúng tôi nhào ra đưa anh em vào phía bên trong. Đạn cây trên mặt đường rất gần. Chúng vẫn bắn rát vào đội hình của ta. Phía bên trái đường, tôi thấy anh Siêu đang nhấp nhà nhấp nhọm. Bảo chúng tôi bám trụ lại, đừng tiến lên. Anh bám vào thân cây, chỉ cho một chiến sĩ bắn về phía trước. Hai quả B được bắn đi và toàn nổ trên cây. Sau này mới biết, C1 phát hiện khẩu 12 ly 7 của địch đặt trên một cây bằng lăng khá to bắn xuống đội hình của ta. Chúng tôi cùng chiều nên không phát hiện. Thêm khẩu 12 ly 7 vận động lên, chiếm giữ mặt đường và bắn sát mặt lộ về phía trước. Hai quả B chưa tiêu diệt được khẩu 12 ly 7 trên cây của địch. Anh Siêu nhào ra đường, chỉ mục tiêu cho anh em 12 ly 7 bắn. Một thằng Pốt bị treo trên cành bằng lăng, đầu chúi xuống đất và bị anh em ta tiêu diệt. Thực ra nó bị thương do đạn B của C1 bị xích vào khẩu 12 ly 7 nên không rớt xuống được. Sau trận đánh ta leo lên và thu khẩu súng. Có hai tên nữa chết úp mặt trên giá súng. Trận địa phía trong vẫn vang tiếng súng khốc liệt. Các loại cối 82, 120, 12 ly 7 và DKZ của ta bắn liên tục về hướng. Quan sát C1 và C3, tôi biết 2C đang lỗ lực bám giữ mặt đường những xoay chuyển về tình thế quá nhanh tôi không kịp phán đoán ra tình huống tôi cố bám theo anh thành c trưởng c ba và được biết phía trong bên phải của đường g ba đang đánh mạnh và e đang lệnh cho các đơn vị kiên quyết bám mặt đường đón chặn những đường rút của địch tiếng súng bên phải đường càng lúc càng gần và anh em c ba vận động lên phía trên qua khu vực các liệt sĩ trinh sát của ta tiếng súng vẫn rộ và càng lúc càng khốc liệt. Địch vừa bắn vừa rút ra đường với một lực lượng khá đông, ước chừng 450 tên. Hỏa lực chúng khá mạnh, toàn là B và AT, gây khó khăn cho anh em C1. Vì bị khuất tầm nhìn quan sát, bên này đường C3 tung hết lực lượng và hỏa lực. Những tên địch hung hăng ngoan cố, dần dần bị tiêu diệt, ngay trên mặt đường, giữa trưa nắng lửa. Cuộc chiến rằng co trên mặt đường quyết liệt Chúng tháo chạy Bất kể hướng nào mà chúng có thể chạy được Khẩu 12 ly 7 của C4-C1 Đặt trên đường bắn không tiếc đạn Vòng vây khép lại Ta làm chủ trận địa Trận chiến kéo dài hơn một giờ Để lại nhiều suy nghĩ Nhìn những anh em trinh sát ngã xuống Ở những loạt đạn đầu tiên của địch Anh em C2 bị chúng đánh áp đảo trong khoảng 5 phút đầu, gây nhiều thương vong. Ban chỉ huy C chỉ còn lại duy nhất một người, địch nhào ra đường, khẩu AK bắn gấp trên tay không thể làm gì được với hỏa lực của địch, bắn cẩy nát trên mặt đường. Lần đầu tiên trong đời lính, bắn một trận hết gần hai cơ số đạn, không phải nghe kể, thấy người bị xích chung với súng. Cảnh chạy thoát thân của địch bằng mọi giá. Sau trận đánh này, đội hình E95 được lệnh dừng lại. Tại trận địa lúc này, ta đang giải quyết công tác thương binh tử sĩ. Toàn bộ thương binh được chuyển ngay về bờ sông Mê Công và từ đây trực thăng cứu thương sẽ chuyển về tuyến sau. Anh em liệt sĩ cũng được trực thăng đưa về Đức Cơ. Chuyến bay cuối cùng rời bờ sông vào chiều tối. Khi đuôi máy bay nhấc lên và máy bay từ từ rời khỏi mặt đất, Nước mắt tôi tự nhiên tuôn trào. Trên chuyến bay này, tôi đã mất rất nhiều anh em thân thiết. Trinh sát của D1, của E95 và cả của trinh sát F. Toàn đội hình trinh sát hy sinh 8. Hình ảnh anh em trong suốt chặng đường chiến dịch lại hiện về trong ký ức. Những con người của miền Trung nắng gió, của đất Hà Thành nghìn năm văn hiến, đã rời khỏi cuộc chiến, trở về với lòng đất mẹ Việt Nam. Trong buổi chiều miền Tây, Campuchia, chiếc máy bay dần nhỏ sau màn sương và mất hút trong màu vàng của nắng chiều. Qua khai thác tên thương binh địch, chúng ta biết được một lực lượng địch khoảng 400 tên với đầy đủ vũ khí đã chặn đánh ta trên đường 126 và có lẽ còn nhiều trận đánh ở phía trước. Những nhóm địch tàn dã đã tụ tập về đây và đang củng cố để đánh lại ta. Biết được ý đồ và số quân của địch, sở chỉ huy F307 cho dừng đội hình và chờ các đơn vị trợ chiến như tăng, pháo, vượt sông, chi viện mới hành tiến tiếp. Đại đội 2 G1 sau trận đánh chỉ còn khoảng 10 người, cần được củng cố tinh thần nên được rút về bộ phận dê bộ. Và mãi đến tháng 7 năm 1979, có đợt bổ sung tân binh vùng Ninh Hòa Cam Danh của Khánh Hòa. Cũng như số anh em bị thương trở về, tăng cường với cán bộ cấp B, C, đơn vị mới trở về vị trí của mình là phòng ngự đội hình D1, chấn giữ dưới chân cao điểm 606, chùa Break Vihia. Trọng điểm của trận đánh là đội hình D1, nhưng tâm điểm là toàn bộ đội hình C2 và nhóm trinh sát. Khi trận đánh bắt đầu, D2 và D3 chưa có lệnh cơ động và chỉ sau khoảng 5 phút, do hỏa lực và xung lực của địch quá mạnh, D2 và D3 mới được tung vào cuộc. Khi trận đánh tới hồi căng thẳng, Sở chỉ huy sư đoàn tiếp tục tăng viện đơn vị đặc công đang ở phía sau, đánh vòng sâu phía sau lưng địch. Do quá bất ngờ nên địch bị thiệt hại nặng ở hướng này. Đặc công ta đánh tan các khẩu đội hỏa lực của địch. Quân phía trước của địch không chi viện nên địch bị nao núng và cố tràn ra đường để thoát thân. Anh em có kể là khi tiếp cận với khu vực của địch, chúng rất đông, cả khu rừng gần như toàn là màu đen. Anh em thu hơn 50 súng và giao lại cho E95. Ngoài mặt đường, địch bỏ lại 36 tên. Địch cũng bị nhiều ở trận địa C2, hầu hết bị đạn 12 ly 7 của C4, C1. Chúng trang bị rất ít AK, cơ bản toàn B40 và AT. Đêm ấy cũng một đêm trăng đẹp Cũng bố trí chung với anh em đặc công Chấn giữ hướng đầu đường Đi về thị trấn chép Tôi không tài nào ngủ được Lúc nào mắt nhắm lại Cũng thấy anh em Những đồng đội nằm lại trên con đường 126 Miền Tây Campuchia